Xin chào các bạn, các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Tiểu Thám Hoa, nếu thấy audio chuyện hay thì cho mình xin một like và một đăng ký để mình có động lực ra video cũng như là ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể yêu cầu chuyện và donate ủng hộ kênh qua link mình để ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ bên gia đình, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tiên phủ đạo đồ tập 24, chương 231, Cường địch, Thạch xuyên hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm thanh cương bắn ra một tia hồ quang điện màu lam. Cho dù thân thể người này cường hãn, cũng không có khả năng chống đỡ uy lực lôi kiếp. Lam sắc điện hồ nhìn như mảnh như tơ, nhưng vừa tiếp xúc với thân thể kim bảo tu sĩ, lập tức giống như mạng nhện trải rộng khắp toàn thân kim bảo tu sĩ. T, C, hồ quang màu lam ở trên thân thể màu vàng rất là chói mắt. A, tu sĩ áo vàng hét thảm một tiếng, thân hình cũng thu nhỏ lại không ít. Nếu là tu sĩ bình thường, uy lực của lôi thiên kiếp này không lột ra, cũng phải bị tổn thương nặng nề. Nhưng tu sĩ áo vàng này lại không bị thương tổn gì, chỉ là thân thể khổng lồ đã thu nhỏ lại không ít. Đây là vật gì? Tu sĩ áo bảo vàng trong miệng giống giận, trong tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, trận pháp nho nhỏ, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trên mặt tu sĩ áo bảo vàng lộ ra vẻ cực hận, trong ốc đảo Minh Châu Hồ, từng luồng lớn bạch quang, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào trong trận pháp nhỏ thỉnh thoảng trong lỗ tai Thạch Xuyên truyền đến tiếng kêu thảm thiết những tu sĩ luyện khí kỳ tạo thành trận pháp kia thân hình chậm rãi hiển lộ ra linh lực trong cơ thể bọn họ hoàn toàn bị rút khô trở nên giống như cây đay sau khi kêu thảm thiết vài tiếng liền đi đời nhà ma Thạch Xuyên khẽ cau mày tu sĩ áo vàng này quả thật bất chấp hậu quả trong một ý nghĩ lại muốn lấy đi tính mạng của mấy trăm tu sĩ luyện khí kỳ a à, tu sĩ áo vàng gầm lên một tiếng, thân hình lại tăng vọt hơn một trượng, bước lôi kiếp ra ngoài. Từng tia thiên kiếp chi lôi tinh tế rơi xuống hồ nước. Bởi vì chúng tu sĩ luyện khí kỳ đều tử vong, cho nên hồ nước cũng khôi phục bình thường, yêu xà bị nhốt ở trong lưới màu trắng, trôi nổi ở trên mặt nước. Nhưng lúc này, Thạch Xuyên và tu sĩ áo vàng cũng không có thời gian để ý tới nó. Dị thú há to miệng lớn cắn hùng sư do linh lực hệ kim biến thành, không bao lâu đã gặm được hơn phân nửa tu sĩ áo vàng thấy vậy vừa tức vừa giận y không ngờ một con yêu thú không đáng chú ý lại có thể làm tổn thương linh lực của y phải biết rằng linh thú hệ kim này vốn nổi danh kiên cố hơn nữa hắn tỉ mỉ luyện hóa ra linh lực vậy mà tổn thất nhiều như vậy lại muốn luyện chế hùng sư hệ kim này tất nhiên phải hao phí đại lượng thời gian tu sĩ áo vàng vung tay lên trực tiếp chụp vào thạch xuyên một tay khác thì vung về phía dị thú ở nơi xa chỉ nhẹ nhàng vung lên trong nước liền nổi lên gợn sóng to lớn, phun mạnh về phía bờ. Nhiệm vụ dị thú đã hoàn thành, hơn nữa còn ăn lửng dạ, Thạch Xuyên trực tiếp thu dị thú vào trong tiên phủ. Tay hắn bắt một đạo pháp quyết, trong hồ nước chậm rãi huyễn hóa ra một con thủy long dài hơn ba trượng. Thủy long này bị một quyền của tu sĩ si áo vàng đánh nát bấy. Thạch Xuyên khẽ cau mày, Thạch Xuyên không tinh thông pháp thuật hệ thủy, nhưng hắn tu luyện đến tầng thứ bảy của thuật chuyển đổi ngũ linh, cùng với việc sử dụng ngụy biện linh thuật của Thạch Xuyên, đều vận dụng trên con rồng nước này, chính là vì thử xem cường độ thân thể của tu sĩ áo vàng. Thạch Xuyên cũng không ngờ rằng, con rồng nước này lại có thể bị một kích của người này đánh tan. Trong lòng Thạch Xuyên lập tức dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, người này hấp thu hết linh lực của mấy trăm tu sĩ luyện khí kỳ, vận dụng ra loại pháp môn này, tuyệt đối sẽ không quá yếu. Hơn nữa tu sĩ áo vàng vừa mới nói, pháp môn này là yêu xà trong Minh Châu Hồ chuẩn bị. Trận chiến này, tuyệt đối không thể liều mạng. Thạch Xuyên đã tu luyện qua cổ thần luyện thể thuật, biết rõ thuật này uy hiếp cực lớn, ngựa phi kiếm bỏ chạy vào trong hoang mạc. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy, kim bào tu sĩ tự nhiên theo đuổi không bỏ. Sau khi chạy được 4 năm dặm, Thạch Xuyên mới dừng lại. Vùng nhẹ tay lên, cát vàng trên mặt đất bay múa trên không trung. Khắp bầu trời đều là bụi phấn, mặc dù không có tổn thương thực chất, nhưng lại tạo thành rất nhiều quấy nhiễu đối với tu sĩ áo bảo vàng, cát bụi giữa không trung chậm rãi ngưng kết thành thực thể, rất nhanh, huyễn hóa ra một đầu linh thú như yêu dao. Cái đuôi vung lên, liền hướng về phía tu sĩ áo vàng bay đi. Cùng lúc đó, Thạch Xuyên tay cầm cửu tinh la, trùng trùng điệp điệp đánh ra một kích. Lấy Thạch Xuyên làm trung tâm, cát vàng cuồn cuộn như là gợn sóng, kéo dài trọn vẹn năm dặm. Vù, trong óc kim bào tu sĩ vang lên tiếng ong ong, thần thức bị trùng trùng điệp điệp một kích. Thạch Xuyên biết rõ thân thể người này cường hãn, là bởi vì trận pháp. Cho nên, tuyệt đối không thể liều mạng với người này, mới hấp dẫn người này ra ngoài, ngược lại dùng thần thức công kích. Nhưng người này dùng trận pháp gì, thần thức của hắn sẽ không gia tăng. Keng, Thạch Xuyên không ngừng đánh ra một đòn. Cửu tinh la va chạm hai lần liên tiếp, khiến cho linh lực trong đan điền Thạch Xuyên gần như khô kiệt. May mắn vừa rồi Thạch Xuyên phi độn ra ngoài, uống vào đại lượng linh tử. Cửu tinh la liên tục hai lần va chạm, chung quanh Thạch Xuyên, đều nhấc lên hố to sâu hơn một trường sóng âm trực tiếp tiến vào trong đầu tu sĩ áo vàng hai mắt kim bảo tu sĩ hoa lên hai tay bắt lấy linh thú biến ảo từ đất cát dùng sức xé rách nhưng con linh thú này mạnh hơn nhiều so với thủy long hơn nữa dựa vào năm linh căn của thạch xuyên mà so với cát chảy cát chảy không cạn dùng mãi không cạn chỉ cần một chút hư hao lập tức chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu hơn nữa theo thời gian trôi qua thân thể linh thú do cát đất biến thành càng ngày càng dài, gắt gao quấn quanh ở trên người tu sĩ áo bảo vàng, mỗi một lần siết chặt, thân hình tu sĩ áo bảo vàng sẽ thu nhỏ lại một phần. Chiến đến mức độ như thế, Thạch Xuyên không khỏi có chút buồn giàu, tu sĩ này mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng thân thể cường hãn như vậy, Thạch Xuyên cũng không cách nào ra tay. Cho dù Thạch Xuyên có làm thần thức của hắn bị thương cũng không thể đánh tan hoàn toàn thần thức của hắn. Chờ sau khi hắn khôi phục, tuy thực lực có giảm xuống một chút, nhưng Thạch Xuyên cũng khó có thể gây ra thương tổn chí mạng cho hắn. Lúc này Thạch Xuyên có chút nhớ tới Phệ Linh yêu bức, nếu Phệ Linh yêu bức không bị thương, giờ phút này vừa vặn xuất khích, thôn vệ linh lực trên người tu sĩ áo vàng, Thạch Xuyên sẽ dễ dàng đắc thủ hơn nhiều. Theo Thạch Xuyên thấy, người này đã là một tu sĩ kim linh căn, chủ tu kim hệ công pháp, hơn nữa thần thông biến hóa khó lường. Rằng có một lát, Thạch Xuyên nhướng mày, lần nữa gọi ra dị thú, vung tay lên quát. Cắn cho ta Dị thú nhận được mệnh lệnh của Thạch Xuyên, bốn móng vuốt đạp đất mà nhảy lên, một phát đã hơn 10 trượng, mở miệng liền cắn lên người tu sĩ áo vàng. Cạc cạc, trên đùi tu sĩ áo bào vàng bị cắn xuống một miếng. Điều khiến Thạch Xuyên kinh ngạc hơn chính là dị thú cắn xuống không có một chút máu thịt nào, hơn nữa còn có linh lực lóng lánh ánh vàng. Chẳng lẽ quanh thân người này đều là linh lực bao trùm? Thạch Xuyên kinh ngạc nói, trách không được thanh cương kiếm lại không có bất kỳ thương tổn gì với người này ngay cả lôi kiếp cũng không thể đả thương hắn. Nhưng có dị thú, thì dễ làm hơn nhiều. Những linh lực hệ kim này, đối với dị thú mà nói, đều là vật đại bổ, dị thú vừa tránh né tu sĩ áo vàng tấn công, vừa điên cuồng gặm ăn vỏ ngoài linh lực trên người tu sĩ hệ vàng. Không bao lâu, dị thú đã gặm ăn bảy tám phần. Hơn nữa cắt đất biến thành yêu thú trói buộc, kim bào tu sĩ, không sai biệt lắm khôi phục bộ dáng vừa rồi. Trên mặt kim bào tu sĩ vẻ kinh ngạc chợt lóe hắn thật không ngờ, tên tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ nhìn như không bắt mắt này, lại cường hãn như thế, hơn nữa bảo vật trên người tầng thứ bất tận. Nếu sớm biết trên người người này có nhiều bảo vật như vậy, lại có thực lực như thế, đánh chết hắn cũng không muốn đấu pháp cùng Thạch Xuyên. Mà nay, lại không có khả năng dừng lại. Tu sĩ áo vàng cắn răng một cái, trong tay xuất ra một thanh tiểu kiếm ánh vàng rực rỡ, không trung phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu kim bị máu nhuộm đỏ, phát ra màu đỏ trói mắt. Trong nháy mắt, tiểu kiếm này như rắn trườn, quay chung quanh thân tu sĩ áo bảo vàng bảy tám đàn. Tu sĩ áo vàng gầm lên một tiếng, linh thú đất cát trên người bị đánh bay ra ngoài. Tu sĩ kim bảo này ngự phi chu, bay như bay về phía ốc đảo Minh Châu. Đối với việc người này không đánh mà lui, Thạch Xuyên cũng không rõ lắm, nhưng Thạch Xuyên vẫn đi theo. Tu sĩ áo bảo vàng chân đạp phi thuyền, tốc độ cực nhanh, căn bản không phải phi kiếm có thể đuổi được. Đợi đến khi Thạch Xuyên độn đến biên giới ốc đảo Minh Châu, tu sĩ áo vàng đã kéo tấm lưới màu trắng kia cùng với yêu xà trong tấm lưới kia, định bay đi. Tiểu tử, người chờ đó, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Tu sĩ áo bảo vàng oán hận nói. Lời còn chưa dứt, yêu xà trong lưới màu trắng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Oanh, lưới trắng bị yêu xà húc thủng quanh thân yêu xà nổi lên hồ quang màu lam, như ẩn như hiện. Tu sĩ áo vàng cũng bị tình huống này làm cho giật mình, nhìn thấy yêu xà trên không trung mới nhanh chóng xoay người lại, trong tay lại lấy ra một cái lưới màu trắng. Sao lôi kiếp lại chạy đến trên người yêu xà vậy? Thạch xuyên hơi kinh ngạc, có thể là tia thiên kiếp lôi vừa rồi bị tu sĩ áo vàng triệt tiêu ra ngoài, kết quả vừa vặn rơi vào trên người yêu dao của hắn. Yêu dao điên cuồng hét lên mấy tiếng, trên đỉnh đầu hiện ra một khe hở. Hai cái sừng trên đầu cũng chậm chậm mọc ra, tiến dai, hai người gần như đồng thời nói ra yêu thú tiến giai cực kỳ hiếm thấy chứ nói chi lại yêu xà tiến giai thành yêu dao như thế thạch xuyên không đoán sai trong huyết mạch của yêu xà này có lẽ có chút thành phần của yêu dao chẳng qua chỉ là có chút yếu kém mà thôi yêu dao này vốn chính là tứ giai đỉnh phong tiến giai chỉ là vấn đề thời gian buổi tối hôm nay trùng hợp bị thiên kiếp chi lôi kích thích mặc dù chỉ là một tia cực kỳ nhỏ yếu uy lực cũng giảm bớt rất nhiều nhưng khí tức thiên kiếp lại không thể mô phỏng bất cứ linh lực nào chỉ trong chốc lát, yêu xà đã lột xác, thân hình cũng dài hơn hai trượng, trên người cũng mọc ra bốn móng vuốt. Ngẩng đầu nhìn trời, điên cuồng hét lên một tiếng, lao thẳng tới tu sĩ si áo vàng. Yêu xà này tuy rằng vừa mới tiến dai, vô cùng yếu ớt, nhưng thực lực tuyệt đối so với vừa rồi chỉ mạnh hơn chứ không kém. Kim bào tu sĩ ném ra cái lưới màu trắng, bị nó phun ra một ngụm hàn băng, đông nứt thành bụi phấn, ngay sau đó lại là một ngụm hàn băng, phun về phía kim bào tu sĩ. Tu sĩ áo vàng cũng không chút do so dự, ngửa phi chu bay đi, không quay đầu lại. Phi thuyền độn tốc cực nhanh, trong giây lát đã không thấy tung tích. Yêu xà cũng không đuổi theo, thấy tu sĩ áo vàng rời đi, quay người đi về phía Thạch Xuyên. Chương 232, Đoạt linh đoạt linh, yêu xà tuy rằng vừa mới tiến giai thành yêu thú cấp 5, nhưng nó cũng chỉ miễn cưỡng thông suốt thần trí mà thôi, căn bản không thể so sánh với yêu giao. Cho nên đối với nó mà nói, Thạch xuyên hoặc tu si áo vàng sinh ra uy hiếp đối với nó, không có bất kỳ khác biệt. Thạch xuyên nhìn yêu xà gào thét mà tới, trong lòng hơi căng thẳng, nếu trước khi yêu xà này tiến dai, thạch xuyên hoàn toàn nắm chắc có thể thu phục được nó, nhưng sau khi yêu xà tiến dai, đã trở thành yêu thú cấp 5, thạch xuyên muốn đối phó cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, thạch xuyên cũng không rõ ràng lắm tu si áo vàng kia, rốt cuộc có rời đi hay không. Cũng có thể người nọ đang quanh quẩn ở xung quanh tìm cơ hội đánh lén thạch xuyên đúng vào lúc này trên một mảnh đất trống ở ốc đảo minh châu hồ một con dao long gần như trong suốt đang bay nhanh đến đây chính là yêu dao với tính cách của yêu dao nếu thạch xuyên không ép nó xuất kích thì nó tuyệt đối không có khả năng chủ động bảo vệ thạch xuyên mà hiện tại nó lại lao vùn vụt ra ngoài mục tiêu chính là con yêu xà kia điều này khiến cho trong lòng thạch xuyên có chút kinh ngạc con yêu xà này lúc này đã hóa thành loài dao tuy thần thái có chút khác biệt so với yêu dao nhưng đã có bộ dáng giống dao. Yêu dao độn tốc cực nhanh, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Thạch Xuyên. Yêu xà nhìn thấy yêu dao, cũng sững sờ, nó có thể từ trên người yêu dao cảm giác được một loại khí tức đồng loại bằng bạc, hơn nữa tuyệt đối ở trên nó. Tuy rằng yêu dao đã không còn thân thể, càng không có huyết mạch, nhưng bản năng yêu xà lại cảm nhận được một loại huyết mạch thuần khiết hơn, hơn nữa cũng sinh ra một loại sợ hãi mười phần yêu dao thừa dịp yêu xà đang sướng sờ miệng há to từ trong miệng bay vụt ra một hát sắc tiểu dao giống như nòng nọc trực tiếp hướng yêu xà bay đi mặc dù yêu xà này có thần trí sơ khai nhưng cũng không ngu ngốc nó lập tức cảm thụ được một loại khí tức nguy hiểm quay người định bỏ chạy chỉ tiếc trong miệng yêu dao phun ra tiểu dao màu đen độn tốc cực nhanh trong nháy mắt đã trốn vào trong thân thể yêu xà yêu xà phát ra từng tiếng gào rú quay cuồng trên không trung Thạch Xuyên quan sát linh thể của yêu dao một chút, phát hiện linh thể này không có bất cứ liên hệ nào với thần thức của mình. Linh thể còn lại chỉ là một linh thể hình dạng dao long đơn thuần mà thôi, không có bất kỳ thần thức gì ở trong đó. Vừa rồi trong miệng yêu dao phun ra một con tiểu dao màu đen, hẳn là thần thức của yêu dao, là tinh hoa của linh thể. Linh thể là một loại tồn tại đặc thù, nó là do thần thức, hồn phách cường đại, thậm chí là linh vật rồi rào linh lực hóa hình mà thành. Linh thể, cũng là một loại bất tử bất diệt du lịch bên ngoài thiên địa tuần hoàn linh thể hóa hình của yêu dao chỉ là vì tạm thời sinh tồn nhưng cả đời nó cũng chỉ có thể dùng linh thể để tồn tại đừng nói phi thăng e rằng vượt qua giai vị vốn có của nó cũng là việc rất khó cho nên yêu dao vừa phát hiện con yêu xà vừa mới hóa hình này liền lập tức hưng phấn hẳn lên mặc dù huyết mạch của con yêu xà này không thuần khiết nhưng mà có thể hóa hình thành dao loại nói rõ nó so với loài rắn bình thường còn mạnh hơn rất nhiều huống chi hàn lực phát ra từ trên người yêu xà này cũng là vô cùng cổ quái quan trọng hơn là con yêu xà này vừa mới hóa hình vô cùng suy yếu nếu như đoạt xá xác suất thành công cực lớn một cái là huyết mạch không thuần khiết một cái khác là linh thể hư vô yêu dao không cần cân nhắc trực tiếp lựa chọn cái trước sau khi yêu dao tiến vào trong thân thể yêu xà lập tức gặp phải phản kích mãnh liệt Tuy rằng khi còn sống thần thức của yêu giao rất cường đại, nhưng nguyên thần bị lôi kiếp đánh nát, trải qua mấy ngàn năm mới chậm rãi ngưng tụ lại, cho nên so với yêu xà cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà con yêu xà này vốn chính là chủ nhân của thân thể này, cho nên chống đỡ yêu giao kẻ ngoại lai này, cũng nhiều hơn không ít ưu thế so với yêu giao. Thạch Xuyên lạnh lùng nhìn yêu xà quay cuồng trên không trung, thuận tay thu linh thể yêu giao lại. Không có thần thức của yêu giao khống chế, linh thể này đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Linh thể này hao phí lượng lớn mảnh vỡ linh thạch của Thạch Xuyên, không thể cứ lãng phí như vậy được. Cùng lúc đó, Thạch Xuyên phân ra một đạo thần thức, nhìn tình Xuyên đang ẩn nấp trong trận pháp, tình Xuyên đang nhắm mắt đả tọa, xem ra trận kịch chiến vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến nàng. Tiểu Hữu giúp ta một chút, đột nhiên yêu xà phun ra tiếng người, trong nháy mắt, lại lộ ra vẻ dữ tợn. Thạch Xuyên khẽ cao mày, phân ra một đạo tâm thần, theo thần thức của yêu giao tìm kiếm, cũng tiến vào trong thân thể yêu xà. Vừa tiến vào trong thân thể yêu xà này, thần thức Thạch Xuyên liền cảm giác được một loại lực lượng băng hàn cực mạnh. Loại băng hàn này không giống với thân thể băng hàn, ở trong thân thể yêu xa, Thạch Xuyên cảm giác được thần thức hành động cũng yếu bớt không ít. Chẳng trách yêu dao vừa mới tiến vào không bao lâu, đã muốn cầu cứu Thạch Xuyên. Thạch Xuyên thu hồi thần thức, lấy ra cửa kiếm kiếm linh từ trong túi chữ vật, lại ngự ra 18 chuôi thanh cương kiếm, để cho hai kiện bảo vật này thủ hộ bên cạnh mình, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, phóng suốt toàn bộ thần thức của mình ra, trong nháy mắt trốn vào trong thần thức hải của yêu xà. Thần thức hải của con yêu xà này cực kỳ rộng lớn, thần thức chui vào trong đó rồi lại không phát hiện ra yêu dao và nguyên thần của nó. Nhưng thần thức lạnh lẽo thấu xương khiến Thạch Xuyên sinh lòng thoái ý. Thạch Xuyên có thể cảm giác được, thần thức bị hàn ý này áp xúc rất nhiều, dưới lực lạnh này, con thường luồng màu đen trên thần thức của Thạch Xuyên chậm rãi sinh động. Theo đà sinh động của manh dao màu đen, thần thức của Thạch Xuyên mới miễn cưỡng chống đỡ được. Thạch Xuyên khẳng định, nếu không có con thường luồng mù này, Thạch Xuyên tất nhiên không thể chịu nổi luồng hàn lực này, sớm đã rời khỏi thân thể yêu xa rồi. Lúc trước khi thu phục linh thú, Thạch Xuyên cũng từng tiến vào trong thần thức của linh thú khác, nhưng Thạch Xuyên chưa từng cảm thụ được thần thức cường đại như vậy, cùng với hàn lực thâm hậu trong thần thức. Theo Thạch Xuyên thấy, đây tuyệt đối không phải một con yêu xà bình thường đơn giản như vậy. Bởi vì bị hàn lực ảnh hưởng, tốc độ thạch xuyên tiến lên rất chậm đi một hồi lâu sau thạch xuyên rốt cục phát hiện hai đầu tiểu giao màu đen đang quấn quít lấy nhau tiểu giao màu đen hơi nhỏ hơn một chút nhìn thấy thạch xuyên vội vàng hô tiểu hữu nhanh tới giúp ta chỉ cần chế phục nó thì ta có thể chiếm lấy thân thể của con dao này rồi thạch xuyên cười khổ một tiếng cũng không phải thạch xuyên không muốn giúp đỡ thạch xuyên có thể tới đây đã là chuyện rất khó khăn rồi thần thức của thạch xuyên có lẽ mạnh hơn tu sĩ cung cấp rất nhiều nhưng so với yêu thú cấp 5 mà nói, vẫn còn có chút tranh lệch. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là thần thức của Thạch Xuyên bị lực lượng băng hàn này giam cầm lại. Không chờ Thạch Xuyên mở miệng, con thường luồng mù trên thần thức của Thạch Xuyên đã đột nhiên bay ra ngoài, trực tiếp bay về phía nguyên thần của yêu xà hơi lớn hơn một chút, há to miệng, cắn lấy đuôi của nguyên thần yêu xà, Sa, sau đó nuốt từng ngụm từng ngụm xuống dưới. Chỉ trong khoảnh khắc, nguyên thần của yêu xà đã bị nó nuốt chừng thân hình manh dao thoáng có chút tăng lớn đầu không mắt chuyển hướng yêu dao yêu dao lộ ra vẻ kinh hãi xoay người bỏ chạy vội vàng hô tiểu hữu mau mau thu hồi nó lại thạch xuyên vội vàng thu hồi manh dao nhanh chóng rời khỏi thân thể yêu xa vừa rồi không có manh dao che chở thần thức của thạch xuyên suýt nữa đông cứng trong thân thể yêu xa hơn nữa thạch xuyên cũng không có lực khống chế đối với manh dao bởi vì manh dao một khi gặp được hồn phách hoặc là nguyên thần cường đại căn bản không nghe Thạch Xuyên sai xử. Thạch Xuyên suy đoán, vừa rồi manh dao là do nguyên thần ăn thịt, sau khi nuốt nguyên thần của yêu xa, không có loại cảm giác cấp thiết đối với nguyên thần của yêu dao, cho nên yêu dao mới có thể tránh được một kiếp này. Sau khi thần thức Thạch Xuyên rời khỏi thân thể yêu xa, trở lại trong thân thể của mình, trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. Manh dao đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của Thạch Xuyên. Nguyên thần của dao xa, tốt xấu gì cũng là nguyên thần của yêu thú cấp 5, hơn nữa so với yêu dao, tựa hồ còn mạnh hơn rất nhiều. Vậy mà manh dao một hơi liền nuốt nó vào. Trong lòng thạch xuyên âm thầm hạ quyết tâm, không dùng được phương pháp gì, đều nhất định phải bồi dưỡng manh dao thành tài. Đây còn không phải là yêu thú cấp 1, đã khắc chế nguyên thần cường đại như thế, nếu sau khi kết thành nội đan, tất nhiên là khắc tinh của hồn phách và linh thể. Sau khi đi ra khỏi biển thần thức của yêu xa, thạch xuyên cũng cảm giác được thần thức của mình tăng lên không ít. Cái này cũng không phải gia tăng bắt nguồn từ manh giao, mà là bởi vì thần thức của Thạch Xuyên ở trong biển thần thức của yêu xà đã được lực lượng băng hàn tẩy lễ. Tuy rằng thần thức có tăng trưởng, thế nhưng Thạch Xuyên cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Thạch Xuyên mới từ từ khôi phục lại. Thân thể yêu xà nằm ngang trước mặt Thạch Xuyên, không nhúc nhích. Thạch Xuyên cũng không vội, cứ từ từ chờ đợi, sau khi yêu giao chiếm cứ thân thể này, tất nhiên phải tốn một khoảng thời gian nhất định mới có thể thuận lợi sử dụng thân thể này. Ba canh giờ sau, sắc trời đã tờ mờ sáng, yêu xà thế mà vẫn không có một tia động tính. Thạch xuyên khẽ cao mày, thầm nghĩ nguyên thần của yêu giao này có phải là bị băng hàn trong cơ thể yêu xà giết chết hay không? Lại đợi một hồi, thạch xuyên thấy yêu xà vẫn không có động tính gì, trực tiếp thu thân thể yêu xà vào trong tiên phủ. Mới bước về phía nơi phàm nhân tụ tập, những người chăn cừu kia buổi tối đều nhìn thấy thạch xuyên đại chiến với tu sĩ áo bảo vàng, cũng nhìn thấy yêu xà hóa hình. Đối với phàm nhân bình thường mà nói, căn bản vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bây giờ khi nhìn thấy thạch xuyên thì tựa như là gặp phải thiên thần, quỳ lại. Trong lòng những người chăn cừu này cũng rõ ràng là thạch xuyên cứu tính mạng của bọn họ, nếu như không có thạch xuyên, bọn họ sớm đã chết dưới tay tu sĩ mặc áo bảo màu vàng rồi. Các ngươi mau rời khỏi nơi này đi, thạch xuyên dặn dò tu sĩ áo vàng kia không bắt được yêu xa, rất có thể sẽ dẫn tu sĩ khác đến. Thạch Xuyên cũng lo lắng những phàm nhân này dừng lại ở đây, sẽ trở thành đối tượng trúc giận của tu sĩ áo vàng. Dứt lời, Thạch Xuyên ngự kiếm đi tới trước trận pháp ẩn nấp. Sau một đêm điều thức tình Xuyên, khí sắc không tệ, Thạch Xuyên có thể nhìn ra tình Xuyên đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong, chỉ cần ăn đốn ngộ đan vào, trùng kích luyện khí kỳ tầng 6, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà nơi đây, là tuyệt đối không thích hợp. Thạch xuyên ngự phi kiếm bay về hướng Bắc, gấp rút rời đi. chương 233, mới vào hỏa liệt quốc, sau khi bôn ba mấy ngày, Thạch xuyên và tình xuyên đã ra khỏi hoang mạc. Dọc theo con đường này, Thạch xuyên không ngừng nghỉ chút nào, toàn lực mà đi. Mà nếu tình xuyên mệt mỏi, cũng chỉ nằm trên người Thạch xuyên nghỉ ngơi một hồi, đối với tình xuyên luyện khí kỳ tầng 5 mà nói, đây cũng coi như là một lần khảo nghiệm. Sau khi rời khỏi hoang mạc, thạch xuyên có thể nhìn thấy một vài bóng người phàm trần từng sợi khói bếp bay lên một cảnh sắc tường hòa dựa theo miêu tả trên bản đồ thạch xuyên và tình xuyên đã tới hỏa liệt quốc nơi này là bên ngoài hỏa liệt quốc là chỗ ở của phàm nhân cuối cùng cũng tới rồi tình xuyên thở dài một hơi đã vài ngày không chạm đất rồi thạch xuyên thu phi kiếm hai người chậm rãi đi bộ vừa thưởng thức phong cảnh dị quốc đi không bao lâu trước mặt hai người xuất hiện một lồng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt lồng ánh sáng màu đỏ này cực lớn liếc mắt nhìn không thấy bờ rất hiển nhiên đây là bị người bố trí trận pháp gì đó lúc này có mấy phàm nhân trực tiếp xuyên qua hồng sắc quang cháo hồng sắc quang cháo không hề có lực cản thạch xuyên lại có chút khó hiểu hai người chậm rãi đi đến phía trước màn hào quang màu đỏ quan sát tỉ mỉ màn hào quang này cùng hộ sơn đại trận của ngũ linh môn hoàn toàn khác nhau thần thức thạch xuyên kiểm tra sơ qua, phát hiện lồng sáng màu đỏ này vậy mà không có bất kỳ lực cản nào, trách không được những phạm nhân kia có thể tới lui tự nhiên. Thạch xuyên cũng nhớ tới lời cùng Ngọc Lượng nói, hỏa liệt quốc mặc dù không chào đón tu sĩ từ bên ngoài đến thường cư, nhưng mà tạm ở một đoạn thời gian, vẫn là cho phép. Thạch xuyên quyết định đi vào trước, sau đó mới tính tiếp. Thạch xuyên kéo tình xuyên đi xuyên qua trận pháp màu đỏ, quả nhiên không có bất kỳ lực cản nào xuyên qua, nhưng thạch xuyên lại cảm giác được thần thức của mình dường như bị người ta nhìn trộm một chút sau khi tiến vào trong màn hào quang màu đỏ trên màn hào quang đột nhiên xuất hiện một mảnh mỏng màu đỏ bay vào trong tay thạch xuyên thạch xuyên nhận lấy xem xét khẽ cau mày khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ quả nhiên tu trân quốc cấp hoàng này không phải muốn đến thì đến muốn đi thì đi phiến mỏng màu đỏ này thật ra là một phong thư hàm bất cứ tu sĩ ngoại lai nào xuyên qua màn hào quang màu đỏ đều sẽ thu được một phong. Phong thư này yêu cầu Thạch Xuyên trong vòng 3 ngày đến liên minh tu chân hỏa liệt quốc giao nộp 1.000 khối linh thạch, sau đó có thể nhận lấy chứng minh ở tạm trong vòng 3 tháng. Hơn nữa trong vòng 3 ngày chưa lấy được chứng minh tài trợ, Thạch Xuyên không được thu thập bất kỳ linh thảo và linh quáng nào, nếu không một khi bị phát hiện, sẽ bị tất cả tu sĩ hỏa liệt quốc cộng đồng công kích. 1.000 khối linh thạch, tương đương với 10 vạn mảnh vỡ linh thạch. Tương đương với mỗi tháng phải bỏ ra hơn 3 vạn mảnh vỡ linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Huống chi, trên người thạch xuyên căn bản không có linh thạch gì. Xem ra muốn ở lại đây, cần phải kiếm đủ linh thạch mới được. Phiến mỏng màu đỏ này chỉ có thạch xuyên nhận được, tình xuyên cũng không nhận được. Xem ra lệnh cấm này, hẳn là chỉ hữu hiệu đối với tu sĩ cấp cao. Thạch xuyên lấy địa đồ ra, thoáng xem xét một chút, mấy tu chân quốc xung quanh đều là tu chân quốc hoàng giai, giữa hai bên chỉ cách nhau một khe núi hoặc dòng sông cùng thuộc tu chân quốc hoàng gia đối với tu sĩ từ bên ngoài đến quản lý, hẳn là không sai biệt nhiều. Hơn nữa tình xuyên hiện tại tiến giai luyện khí kỳ tầng 6, đã lửa xém lông mày. Cho nên, thạch xuyên cũng không muốn đi nơi khác nữa. Trước tiêu một ngàn khối linh thạch ở tạm 3 tháng, về phần về sau như thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phiến mỏng màu đỏ này, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, trên đó ghi chép địa đồ đại khái của hỏa liệt quốc, đương nhiên nổi bật nhất cùng rõ ràng nhất, chính là liên minh tu chân cùng phường thị. Đối với tu sĩ hỏa liệt quốc mà nói, bọn họ càng hy vọng tu sĩ từ bên ngoài tiến vào phường thị nhiều hơn, mang đến càng nhiều bảo vật hoặc là lưu lại càng nhiều linh thạch. Mà vị trí liên quan tới khoáng mạch và linh thảo sinh trưởng lại hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép gì. Thạch xuyên lại ngựa phi kiếm, mang theo tình xuyên, bay như bay về phía hỏa liệt thành thuộc liên minh tu chân hỏa liệt quốc. Là thành thị của liên minh tu chân hỏa liệt quốc, mấy đại môn phái hỏa liệt quốc liên hợp trông giữ, Thành thị xây dựng tự nhiên cực kỳ rộng lớn. May mắn là Hỏa Liệt Thành vừa vặn ở cực nam Hỏa Liệt quốc, cho nên Thạch Xuyên cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã đi tới Hỏa Liệt Thành. Vừa tiến vào Hỏa Liệt Thành, Thạch Xuyên lúc này bị cảnh tượng trong Hỏa Liệt Thành làm cho giật nảy mình. Gần cửa thành Hỏa Liệt Thành bày quầy bán hàng, đại bộ phận bán phù lục, pháp khí, đơn dược, thỉnh thoảng còn bán phấn son, ngọc giản và linh khí. Vừa tới nơi đây, gặp phải phường thị lớn như vậy, Thạch Xuyên đương nhiên muốn biết một chút về giá thị trường. Thạch Xuyên tùy ý cầm một thanh linh khí cấp thấp hỏi. Cái này bao nhiêu linh thạch? Đạo nhân kia cũng không thèm nhìn Thạch Xuyên một cái, tùy ý nói. Năm nghìn khối linh thạch. Năm nghìn linh thạch, Thạch Xuyên nhướng mày, đây chỉ là một kiện phi kiếm linh khí hết sức bình thường mà thôi, nếu giá trị của nó là năm nghìn khối linh thạch. Như vậy linh khí trong túi chữ vật của Thạch Xuyên chẳng phải là từng kiện đều phải hơn vạn linh thạch sao? Thạch Xuyên đặt linh khí này xuống, cũng không lên tiếng, kéo tình xuyên tiếp tục đi về phía trước. Vật bày quầy bán hàng này vô cùng phức tạp, vàng thao lẫn lộn, nhưng đều có một đặc điểm chung, đó chính là vô cùng đắt đỏ. Tại Nam Lương Quốc, trong túi chữ vật của Thạch Xuyên có mấy chục vạn mảnh vỡ linh thạch, hắn cảm thấy khá xa xỉ, nhưng khi đến Hỏa Liệt Quốc, hắn phát hiện ra một chút mảnh vỡ linh thạch như vậy căn bản không làm được gì. Nên biết rằng, linh thạch và mảnh vỡ linh thạch tuy là tỷ lệ 100, nhưng không ai nguyện ý dùng linh thạch đổi lấy mảnh vỡ linh thạch. Giá cả đắt đỏ như vậy, không khỏi cho Thạch Xuyên một cái ấn tượng, hỏa liệt quốc linh thạch quá nhiều, các tu sĩ không thiếu linh thạch. Đúng vào lúc này, một đứa bé chừng 10 tuổi chạy đến bên cạnh Thạch Xuyên, nhẹ nhàng kéo đạo bào của Thạch Xuyên. Thạch Xuyên nhìn lại hắn, đứa bé này vậy mà giả vờ như không nhìn thấy Thạch Xuyên, nhưng mắt lại chớp chớp, lập tức đi ra. Thạch Xuyên buông linh khí đang quan sát xuống, theo chân đứa nhỏ một trước một sau đi sâu vào hỏa liệt thành. Đứa bé này, chỉ có bộ dáng luyện khí tầng 2, hơn nữa lại ở trong hỏa liệt thành, Thạch Xuyên cũng không cần lo lắng cái gì. Sau khi vòng qua mấy con hẻm nhỏ, đứa bé kia rốt cuộc ngừng lại, quan sát trái phải một phen, mới chắp tay vái. Bái kiến tiền bối, dẫn ta tới đây, có chuyện gì không? Thạch Xuyên nhàn nhạt hỏi, động tác vừa rồi của đứa bé này rõ ràng là có chuyện. Đứa bé kia lại duỗi tay ra, nói thẳng. 20 khối linh thạch, 20 khối linh thạch, Thạch Xuyên nhướng mày, càng có chút kinh ngạc. Ta vừa mới giúp tiền bối giảm bớt không ít linh thạch, dùng tu vi tiền bối ban thưởng cho ta mấy khối linh thạch thì như thế nào? Đứa bé kia không chút khách khí nói: "Ồ, làm sao ông có thể giúp ta giảm bớt được?" Thạch Xuyên hứng thú hỏi. Tiểu đồng kia nói: "Vừa rồi tất cả bảo vật trên quầy hàng ở cửa vào Hỏa Liệt Thành, giá cả đều gấp mấy lần giá thị trường." Hỏa Liệt Quốc lấy luyện khí mà nổi danh, không ít tu sĩ chuyên môn tới đây mua sắm linh khí. Cho nên rất nhiều tiền bối khi tiến vào Hỏa Liệt Thành, liền kìm nén không được mua một hai kiện, kết quả so với vào trong thành mua sắm, còn đắt đỏ hơn nhiều. Cho dù là đệ nhất luyện khí tông môn Hỏa Vân môn luyện chế linh khí, cũng rẻ hơn so với cửa hàng. Nói như vậy, ta đích xác nên cảm tạ ngươi." Thạch Xuyên khẽ gật đầu, cho dù đứa bé này không nhắc nhở, Thạch Xuyên cũng sẽ không mua những linh khí kia, Thạch Xuyên đều không để vào mắt. Nhưng lời nhắc nhở thiện ý của tiểu đồng lại khiến Thạch Xuyên cảm thấy rất thú vị. Thạch Xuyên vừa chuyển giọng, "Mỗ muốn cho ngươi mấy khối linh thạch, bất quá trên mình không có linh thạch, pháp khí và đơn dược không ít, chỉ bằng tặng ngươi một ít." "Cái gì? Không có linh thạch?" Đứa bé tỏ vẻ không tin. Thạch Xuyên tiện tay lấy ra một ít đan dược mà tu sĩ luyện khí kỳ dùng, ném tới. Đứa bé kia nhận lấy, không nói lời cảm tạ, chẳng buồn nhìn, cất vào trong ngực rồi xoay người rời đi nếu ta muốn mua linh khí thì nên đi đâu đây thạch xuyên lại hỏi trong hỏa liệt thành khắp nơi đều có ngươi tùy tiện tìm là được rồi đứa bé như có việc gấp vội vã rời khỏi xem ra sau này ta cũng có thể làm loại buôn bán này tình xuyên nhìn tiểu đồng kia rời đi vừa cười vừa nói mỗi lần hai mươi khối linh thạch một ngày mấy trăm khối linh thạch cũng là hết sức đơn giản mấu chốt nhất là không thể đụng vào loại keo kiệt như ngươi thạch xuyên cười khổ lắc đầu nói trên người ta đích xác không có linh thạch nếu không cũng tùy tiện cho hắn mấy khối nhưng những đan dược hắn cho kia đối với việc tu luyện của hắn có chỗ tốt rất lớn mà trên thực tế ta căn bản không cần ra ngoài bởi vì ta không có khả năng mua những linh khí giá cả đắt đỏ kia chỉ là khí thức trên người đứa bé này có chút quen thuộc cho nên ta mới theo nó tới đây hai người vừa đi vừa nói quả nhiên đúng như lời tiểu đồng kia nói Phàm là cửa hàng có liên quan tới luyện khí thì hầu như khắp nơi đều có. Thạch Xuyên tùy ý hỏi giá cả, ngược lại cũng không đắt. Đặc biệt còn có một số cửa hàng chuyên đặt riêng cho tu sĩ cao giai làm linh khí, tài liệu cần thiết là do chính người ủy thác cung cấp, hơn nữa còn dựa theo nhu cầu của người ủy thác để luyện chế. Thạch Xuyên từ cửa hàng kia đi qua trước đó, không khỏi phân ra một tia thần thức, tiến vào bên trong tiên phủ, nếu là yêu sao hoàn toàn chết đi, Thạch Xuyên thật tốt cầm bộ thân thể yêu xà này luyện chế linh khí thân thể yêu giao cấp 5 hoàn chỉnh như thế đúng là hiếm thấy. Nhưng yêu giao đoạt xá thất bại mà chết, thật có chút đáng tiếc. Thần thức của Thạch Xuyên tùy ý quét qua tiên phủ, vậy mà phát hiện, bên trong tiên phủ có thêm hai cái cánh, đây rõ ràng là cánh của vệ linh yêu bức, chỉ là huyết nhục trên cánh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có hai cái xương trần trụi. Thạch Xuyên vốn đang kinh ngạc, nhanh chóng tìm kiếm trong tiên phủ. Không bao lâu sau, Thạch Xuyên phát hiện một quả trứng đá màu vàng đất tròn vo, dài rộng một trượng ở phía dưới tấm bia đá bản mệnh. Vỏ ngoài của quả trứng đá rất dày, thần thức của Thạch Xuyên cũng không thể xuyên thấu vào trong đó, nhưng trừ đó ra, bên trong tiên phủ không có thân ảnh của phệ linh yêu bức, cũng không có vị trí phệ linh yêu bức có thể ẩn thân. chương 234, Mua bán, Thạch Xuyên vừa đi vừa nghĩ, chuyện quan trọng nhất bây giờ là kiếm chút linh thạch. Như thế nào cũng phải tìm một chỗ ở tạm, khách sạn rẻ hơn một chút, giá cả ngược lại không đắt, một ngày chỉ cần một khối linh thạch, nhưng thạch xuyên không có chứng minh ở tạm, vậy mà tăng giá đến 5 khối linh thạch. Mấu chốt nhất là, trên người thạch xuyên không có một khối linh thạch nào. Hơn nữa căn bản không có khách điếm thu mảnh vỡ linh thạch. Kỳ thật, bảo vật trên người thạch xuyên không ít, chỉ cần bán ra một chút, đổi lấy một chút linh thạch là không thành vấn đề. Mắt thấy sắc trời đã tối, thạch xuyên để tình xuyên chờ ở trong phường thị, còn mình thì tìm một cửa hàng đi vào. Tiền bối cần gì? Tiểu nhị là một gã tu sĩ luyện khí kỳ tầng 5, nhìn thấy thạch xuyên trúc cơ kỳ tự nhiên tràn đầy vẻ cung kính. Ta không mua đồ, nhưng trên người ngược lại là có mấy món đồ bán ra. Tiểu nhị vừa nghe thạch xuyên chỉ bán không, hứng thú giảm đi. Bất quá vẫn là nói, không biết tiền bối muốn bán ra cái gì, bảo thiện đường chúng ta giá thu mua cao hơn những cửa hàng khác rất nhiều. Thạch xuyên muốn bán ra rất nhiều thứ, trong túi chữ vật có rất nhiều huyền thiết và tài liệu luyện khí kỳ, nhưng những tài liệu này phẩm dai quá thấp cũng bán không được giá tiền gì mà tài liệu luyện khí trúc cơ kỳ cũng không nhiều thạch xuyên còn muốn tự mình luyện chế linh khí cho nên chỉ có thể bán ra linh thảo thạch xuyên tiện tay lấy ra mấy cây linh thảo cao dai bỏ vào trong hộp ngọc để lên bàn điếm tiểu nhị vừa mở hộp ngọc ra xem sắc mặt hơi đổi vội nói tiền bối chờ một lát ta đi vào thông truyền một tiếng không bao lâu một lão giả từ trong nội đường đi ra đạo hữu muốn bán linh thảo. Lão giả này có tu vi trúc cơ sơ kỳ, tuy nhìn qua 10 phần già nua, nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh đã ngồi xuống cái ghế bên cạnh thạch xuyên. Cầm lấy hộp ngọc trên bàn, mở ra nhìn một chút, lại thả về chỗ cũ. Hơi cau mày, lạnh giọng nói ra, khách quý như thế, sao ngay cả trà cũng không lên. Tiểu nhị vội vàng nói, lý trưởng quý thứ tội, tiểu nhân nhất thời hồ đồ rồi. Quý khách như thế, lẽ ra nên đến nội phòng nghị sự. Thạch Xuyên lạnh lùng nhìn hai người kẻ sướng người họa, từ khi điếm tiểu nhị rời đi, trong lòng Thạch Xuyên liền hiểu rõ, giá trị của mấy gốc linh thảo này không thấp. Đây là linh thảo cao dài Thạch Xuyên lấy được từ trong di tích thượng cổ, sau khi trải qua mấy tháng sinh sôi nảy nở, số lượng bên trong tiên phủ cũng không ít. Vài cọng này, chính là do Thủy Viên lựa chọn ra vào mấy ngày trước. Bởi vì cất giữ ở bên trong tiên phủ, cho nên linh tính 10 phần, không khác mấy so với lúc mới hái xuống tình xuyên còn đang chờ ở bên ngoài thạch xuyên cũng không rảnh nói thêm gì với hai người này nói thẳng đạo hữu xem rồi nói cái giá đi ta còn có một số việc không uống trà lão giả ngượng ngùng cười một tiếng nói đạo hữu không phải người hỏa liệt quốc chúng ta chứ vậy thì thế nào thạch xuyên lạnh lùng nói không phải tu sĩ hỏa liệt quốc bán bảo vật đoạt được linh thạch phải hướng tu chân liên minh giao nộp hai thành lão giả cười nhẹ nhàng ồ nếu đạo hữu không muốn thu mua vậy ta đi nhà khác xem xem thạch xuyên thuận tay thu hộp ngọc lại đứng lên định đi nếu biết giá trị của linh thảo không thấp thạch xuyên không quan tâm đổi một nhà khác đạo hữu chậm đã lão giả vội vàng đứng lên ngăn trước người thạch xuyên nói ra chúng ta loại giao dịch trong tiểu điếm này liên minh tu chân cũng không quản được trong lòng thạch xuyên hiểu rõ lão giả này vừa ý ba gốc linh thảo này chỉ là nghĩ cách hạ thấp giá mà thôi thạch xuyên ngồi lại chỗ cũ trầm ngâm một chút rồi nói giá trị ba gốc linh thảo này trong lòng đạo hiếu hẳn là rõ ràng nếu không phải ta vội dùng linh thạch cũng sẽ không lấy ra bán trưởng quầy cho cái giá thống khoái chúng ta lập tức thành giao nếu không giao dịch này không làm cũng được thạch xuyên lại đặt ba cái hộp ngọc lên trên bàn nhỏ giữa hai người con mắt lão giả hơi chuyển một cái cầm ba cái hộp lên tỉ mỉ xem xét một phen nói đạo hiếu thật sự là nói chuyện nhanh mồm đã như vậy ta liền cho một cái giá thống khoái, điệp vũ thảo 800 linh thạch, hồng trùng theo 700 linh thạch, về phần gốc huỳnh hỏa nguyệt lan này, chỉ có 30 năm, nếu có thể có 50 năm, lão hủ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy tới tay, bất quá 50 năm trở xuống huỳnh hỏa nguyệt thảo ta chỉ có thể ra giá 3.000 linh thạch. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Ba gốc linh thảo mà có thể bán được 4.500 khối linh thạch, đây là điều thạch xuyên không ngờ tới. Trên thực tế, thạch xuyên đối với linh thảo cũng không phải quá hiểu, Trước khi tiến vào di tích thượng cổ, Thạch Xuyên bổ sung một ít tri thức về linh thảo, nhưng những thứ kia đều là linh thảo cấp thấp. Ba gốc linh thảo này Thạch Xuyên căn bản là nhận biết, chỉ là nhìn số lượng không ít, linh lực không yếu, mới lấy ra bán. Huỳnh Hỏa Nguyệt Lan trong miệng lão giả cũng có không ít, niên đại cũng không đồng nhất, Thạch Xuyên tùy ý cầm một gốc mà thôi. Nghe lão giả nói như thế, trong lòng Thạch Xuyên không khỏi căng thẳng, trong lòng âm thầm may mắn, không lấy ra Huỳnh Hỏa Nguyệt Lan 50 năm tuổi trở lên. Trong lòng Thạch Xuyên âm thầm suy đoán, người này đưa ra giá cả có thể hơi thấp, nhưng hiện tại Thạch Xuyên dùng linh thạch gấp, cũng không quản được nhiều như vậy. Chắp tay nói, ba gốc linh thảo này là ta ngẫu nhiên đạt được. Ta cũng không quen biết, hơn nữa cũng không biết thuật luyện đan, vẫn luôn đặt ở trên người, bây giờ dùng thiếu linh thạch mới có thể lấy ra bán. Về phần giá cả cũng không quá hiểu, thì 4.500 khối linh thạch đi. Lão giả nếu tin như nghi gật đầu, nói, Kỳ thật đạo hữu không cần lo lắng vấn đề giá cả, ta đưa ra giá cả đã tương đối hợp lý. Hỏa liệt quốc linh thảo thưa thất, đạo hữu mang theo linh thảo tới đây bán ra, là lựa chọn tốt. Lão giả thấy Thạch Xuyên không có dị nghị gì, trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Thạch Xuyên. Thạch Xuyên kiểm tra một chút, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu sau này còn gặp lại. Lão giả kia cũng nhanh chóng đứng dậy hoàn lễ, cười nhẹ nhàng nói. Đạo hữu nếu còn có linh thảo gì, cứ đến trong tiệm của ta tiêu thụ." Thạch Xuyên gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Sau khi ra khỏi cửa hàng này, Thạch Xuyên đi một vòng lớn, sau khi phát hiện không có người theo dõi, mới trở lại trong phường thị. Từ xa nhìn thấy Tình Xuyên đang nhìn chằm chằm vào một vật phẩm trên một quầy hàng không chớp mắt. Thạch Xuyên cũng nhìn theo ánh mắt Tình Xuyên, phía trên quầy hàng là từng pho tượng ngọc thạch, phía trên có đủ loại yêu thú, đại bộ phận yêu thú tầm thường đều ở trong đó. Ngoài ra còn có một số yêu thú Thạch Xuyên chưa từng gặp qua. Thần thức Thạch Xuyên quét qua, trên những pho tượng này vậy mà ẩn chứa linh lực vô cùng thâm hậu. Loại khôi lỗi ngọc Thạch này, ở Hỏa Liệt Quốc chỉ có một mình. Tu sĩ bầy quầy bán hàng nhìn tình Xuyên không chớp mắt, mở miệng giới thiệu. Trong số những con khôi lỗi này đều ẩn chứa linh lực rất mạnh, chỉ cần sử dụng linh lực thoáng thúc dục một chút, linh thú huyễn hóa ra có thể so với nhất gia yêu thú. Thạch Xuyên nghe xong lời giới thiệu này, cũng có chút hứng thú. Con rối ngọc thạch này, cùng mô phỏng linh chi thuật, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Chỉ là phẩm giai những khối lỗi này quá thấp, theo Thạch Xuyên đoán, sau khi thúc dục hóa những khối lỗi này, thực lực hẳn là không đạt tới yêu thú cấp 1, hơn nữa thời gian duy trì rất ngắn. Có thể nói đối với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 trở xuống còn có chút tác dụng, đối với tu sĩ tiên thiên kỳ, chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chỉ cần 80 khối linh thạch, đạo hữu, người đi hỏi một chút không có giá rẻ như vậy nữa. Tình Xuyên chỉ nhìn không nói, tu sĩ kia lại không kiềm chế được. Tình Xuyên nghe xong 80 khối linh thạch, lông mày cũng hơi nhíu lại. Thạch Xuyên đã nói cho nàng biết chuyện linh thạch và mảnh vỡ linh thạch. Cho dù lúc Tình Xuyên ở Thủy Linh môn, 80 khối mảnh vỡ linh thạch cũng là một con số không nhỏ. Mà 80 khối linh thạch là con số trên trời. Tình Xuyên đứng dậy muốn đi, tu sĩ kia ánh mắt lộ ra một tia ngoan độc, vội nói: Vị đạo hữu này Ta thấy ngươi thập phần hữu duyên, nếu là ngươi muốn, 30 khối linh thạch cũng được. 30, cái giá hạ giá này tự nhiên hấp dẫn thật lớn, nhưng Tình Xuyên vẫn kiên quyết lắc đầu. Đạo hữu, không mua giúp đỡ cũng được. Tu sĩ kia liếc mắt thấy Tình Xuyên muốn đi, vội vàng nói. Đưa con sói lửa đó cho ta. Tình Xuyên hơi do dự, đưa tay cầm lấy Hỏa Lang kia, vừa cầm lên, lại để cho Hỏa Lang cầm nửa người trên lên, nửa người sau vẫn ở chỗ cũ. Cái này, Hỏa Lang này là tác phẩm đắc ý của ta, làm sao hư hao." Tu sĩ kia vẻ mặt khổ sở. "Chuyện không liên quan đến ta." Tình Xuyên cũng ngẩn ra, hắn cũng thật không ngờ, con Hỏa Lang này lại bị cắt thành hai nửa. "Rõ ràng là ngươi hư hao, con Hỏa Lang này bán 100 khối linh thạch, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta." Tình Xuyên có chút thất kinh, nàng lớn lên ở Thạch Gia thôn, chưa bao giờ đi vào trong thành. Sau đó đi Thủy Linh môn, cũng chưa từng tiếp xúc qua những chuyện này. Tu sĩ này vừa nói như thế, để cho tình xuyên không biết nên làm như thế nào mới tốt. Tu sĩ này vừa hô, xung quanh lại có vài tên tu sĩ xông tới, vây tình xuyên vào giữa. Thạch xuyên chậm rãi đi ra phía trước, lạnh giọng hỏi. Một trăm khối linh thạch phải không? Tu sĩ kia vừa thấy thạch xuyên, sắc mặt hơi đổi, theo bản năng nhìn ngực thạch xuyên một chút, ưỡn ngực nói ra. Tiền bối, nữ tu này làm hư hao pho tượng hỏa lang của ta, hôm nay nhất định phải để nàng bồi thường. Đúng đấy, hư hao liền phải bồi thường." Mấy tên tu sĩ chung quanh cũng phụ họa nói. "Thạch Đầu Ca." Tình Xuyên nghe được tiếng của Thạch Xuyên, quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một chút ủy khuất. "Ta thật sự không có." "Được rồi, ta biết." Thạch Xuyên đưa tay hút con sói lửa kia vào trong tay. Đem hai đoạn nối lại với nhau, Hỏa Lang hiển nhiên là trải qua luyện chế đặc thù. Nhìn từ bên ngoài, con Hỏa Lang này không có bất kỳ sơ hở nào, thậm chí linh lực cũng mạnh hơn những pho tượng khác một chút. Thạch Xuyên khẳng định, chỉ cần sử dụng linh lực thúc dục hoàn toàn có thể gọi ra một con hỏa lang linh thú. Nhưng chỉ cần khẽ động, hỏa lang này sẽ tách ra, hai bộ phận bị tách ra, lại hoàn toàn không có linh lực. Điều này không khỏi khiến Thạch Xuyên cảm thấy hứng thú, nếu có thể có được thủ pháp luyện chế trong đó, 100 khối linh thạch cũng đáng giá. Tu sĩ kia thấy Thạch Xuyên và tình Xuyên quen biết, sắc mặt càng biến đổi, ngược Thạch Xuyên mặc dù không có dấu hiệu của hỏa liệt quốc, nhưng dù sao Thạch Xuyên cũng là một tu sĩ trúc cơ kỳ, vất tay một cái là có thể hủy diệt hắn. Cho nên hắn nhanh chóng lấy ra một đạo ngọc phù từ trong túi chữ vật, đánh ra ngoài. Động tác này tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Thạch Xuyên. Chỉ là động tác người này quá nhanh, Thạch Xuyên căn bản không kịp ngăn cản. Sau một lát, Thạch Xuyên cảm giác có một đạo thần thức rất mạnh đảo qua, lập tức một gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ ngự kiếm bay tới. Mục tiêu của người kia vô cùng rõ ràng, chính là đang sông về phía Thạch Xuyên. chương 235, truy tung, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ trúc cơ kỳ kia đi tới trước người Thạch Xuyên, liếc mắt nhìn Thạch Xuyên một cái, nói với tu sĩ luyện khí kỳ kia. Lý Sùng, lại là ngươi. Phạm tiền bối, đầu năm nay làm buôn bán không dễ dàng, cho nên không thể không làm phiền ngài. Vị nữ đạo hiếu này làm hư pho tượng hỏa lang của ta, lại không bồi thường, ta cũng không có cách nào. Tu sĩ họ phạm gật đầu, nhìn tình xuyên và thạch xuyên một cái. Làm hư hao đồ vật của người ta, chính là phải bồi thường, ở hỏa liệt quốc chúng ta, người người bình đẳng, mặc kệ ngươi là tu sĩ ngoại lai, hay là tu sĩ bổn quốc. Thạch xuyên cười lạnh, tự nhiên nhìn ra tu sĩ họ phạm này cùng một bọn với Lý Sùng. Một trăm khối linh thạch mà thôi, không cần đạo hữu tốn nhiều miệng lưỡi như vậy. Thạch xuyên vung tay lên, một trăm khối linh thạch lập tức bay tới. Lý Sùng ngẩn ra, luống cuống tay chân tiếp nhận hắn không chú ý tới, một viên cầu nhỏ như hạt gạo, kẹp ở trong linh thạch, trốn vào trong thân thể hắn. Tu sĩ họ phạm hiển nhiên không ngờ thạch xuyên lại tiện tay ném ra 100 khối linh thạch, y còn tưởng rằng sẽ tốn thêm một phen nước bọt. Phải biết rằng, 100 khối linh thạch, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Cái này tặng cho ngươi, thạch xuyên ghép hỏa lang lại, đưa cho tình xuyên, chúng ta đi thôi. Trên đường đi, tình xuyên mặt ủ mày trao, thạch đầu ca, hôm nay đều là lỗi của ta, để cho ngươi không công tổn thất nhiều linh thạch như vậy. Thạch xuyên cười ha 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 nói, hôm nay ta còn phải cảm tạ ngươi, 100 khối linh thạch này, tiêu đáng giá. Vẻ mặt tình xuyên chẳng hiểu ra sao cả, thế nhưng trong lòng lại âm thầm cho rằng thạch xuyên đang an ủi mình, cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, thạch xuyên tìm một khách sạn, tiêu phí 10 khối linh thạch, thuê một gian phòng cỡ chung. Cũng không phải thạch xuyên tiếc rẻ linh thạch, mà là thạch xuyên vốn không có ý định ở lại trong gian phòng này. Mục đích Thạch Xuyên thuê căn phòng này chính là để cho tình Xuyên tiến giai luyện khí kỳ tầng 6, về phần Thạch Xuyên còn có chuyện khác cần hoàn thành. Gian phòng trung đẳng cũng có một trận pháp phòng hộ nho nhỏ, nhưng vô cùng đơn giản, Thạch Xuyên tiện tay là có thể phá đi. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Thạch Xuyên lấy từ trong túi chữ vật ra nhiều loại đan dược cần thiết cho tu sĩ luyện khí kỳ, 200 khối linh thạch, cùng với lá trà thanh minh, linh tử, thậm chí tích cốc đan, tất cả đều đựng trong một cái túi chữ vật, đưa cho tình Xuyên lại bố trí trận pháp ẩn nấp, tăng tất cả mảnh vỡ linh thạch trên người vào. Những mảnh vỡ linh thạch này đủ duy trì trận pháp ẩn nấp vận chuyển hơn một tháng. Thạch Xuyên mở miệng nói, bây giờ người có thể yên tâm tu luyện, chuyện khác không cần phải xen vào. Thế nhưng, tình Xuyên có chuyện quả thật không có nói ra. Thạch Xuyên cười nói, người không cần lo lắng chuyện linh thạch, ta gần đây có thể ra ngoài một chuyến, gian phòng này, ta sẽ thuê một tháng thậm chí thời gian dài hơn, người chỉ cần tập trung tu luyện lại nói, chỉ cần ngươi ở trong trận pháp ẩn nấp, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không cách nào phát giác được sự tồn tại của ngươi. Tình Xuyên gật gật đầu nói, Thạch Đầu Ca, huynh đi làm việc của mình đi, đệ nhất định phải tu luyện cho tốt, không được kéo chân huynh. Nhìn Tình Xuyên tiến vào trong trận pháp ẩn nấp, trên mặt Thạch Xuyên lộ ra vẻ mỉm cười. Khách sạn này, mặc dù là chỗ ở tạm, nhưng cuối cùng cũng có một chỗ đặt chân. Thạch Xuyên phát hiện mình từ sau khi trúc cơ chỉ ở ngũ linh môn tu luyện hơn 10 ngày, vậy mà không có thời gian tu luyện. Đoạn thời gian này, Thạch Xuyên cảm mộ rất nhiều, cần phải bế quan tu luyện một thời gian. Hơn nữa sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, đan dược và linh khí mà tu sĩ trúc cơ kỳ cần có, trên người Thạch Xuyên cũng không có mấy món. Ngũ linh môn cùng thanh vân môn đại chiến, cơ hồ tất cả phường thị đều đóng cửa, lại càng không cần phải nói đến đấu giá hội. Hơn nữa, các nước Nam Lương là một tu chân quốc cực kỳ xa xôi, muốn mua linh khí cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đi tới hỏa liệt quốc thì khác, hỏa liệt quốc là một tu chân quốc cấp hoàng, vô luận là đan dược hay là linh khí thì tuyệt đối đều phong phú hơn nam lương quốc rất nhiều. Trong lòng thạch xuyên âm thầm cho mình kỳ hạn một tháng. Trong thời gian một tháng này, nhất định phải xử lý tốt tất cả mọi chuyện, sau đó bắt đầu bế quan thời gian dài. Trước đây, Thạch Xuyên còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ví dụ như tu sĩ luyện khí kỳ tên là Lý Sùng hôm nay. Con rối của người này khiến Thạch Xuyên cảm thấy hứng thú. Hai tay Thạch Xuyên bấm niệm pháp quyết, thần thức thoáng động, trong nháy mắt, Thạch Xuyên đã biết vị trí của người này. Lúc Thạch Xuyên đưa cho hắn linh thạch, thuận tiện trồng cho hắn một hạt giống linh tức. Linh tức thuật này là Thạch Xuyên lấy được từ trong tay tu sĩ Linh Kiếm Tông, ngày đó tu sĩ Linh Kiếm Tông và khúc trưởng lão Linh Kiếm Tông chính là mượn nhờ bí thuật này tìm kiếm Thạch Xuyên. Cho nên Thạch Xuyên sau khi đạt được thuật này cũng thoáng tu luyện một chút, hôm nay vừa vặn phát huy công dụng thạch xuyên rời khỏi khách điếm theo phương vị hạt giống linh tức đi tới gần một từ lâu thoáng thả ra thần thức liền có thể phát giác được vị trí của lý sùng ngồi đối diện với lý sùng dĩ nhiên là tu sĩ họ phạm kia thạch xuyên khẽ cao mày cũng không nghĩ tới một gã tu sĩ trúc cơ kỳ lại cùng một chỗ với một gã tu sĩ luyện khí kỳ thạch xuyên vụng trộm dò xét hai người vài lần sau đó chọn một chỗ cách lý sùng không xa gọi mấy phần rau xanh thưởng thức thạch xuyên cũng không dám dùng thần thức điều tra nữa để tránh khiến cho hai người này chú ý. Nhưng Thạch Xuyên cũng không cách quá xa hai người này, chỉ cách một tấm bình phong mà thôi. Hơn nữa bởi vì hạt giống linh tức, Thạch Xuyên cũng loáng thoáng nghe được hai người nói nhỏ với nhau. Phạm Tiền Bối, mấy ngày nay may mà có ngươi trông nom, chén linh tử này là ta kính ngươi. Tiểu tử ngươi tâm nhãn nhiều, những ngày qua chỉ sợ thu nhập xa xỉ a. À. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện, cũng sẽ không nhớ tới ta. Sao có thể chứ? lý sùng cười nói đây là một chút tâm ý nho nhỏ hy vọng phạm tiền bối bỏ qua cho hai người này ở trong tử lâu vậy mà cũng không sợ người khác nghe được cứ như vậy thấp giọng nói rất hiển nhiên hai người này không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này nghĩ đến bút hiếu kính này của lý sùng hẳn không phải là một con số nhỏ tu sĩ họ phạm lại đẩy nói những linh thạch này gửi ở đâu ngươi cũng được nếu ngô nguyệt chân nhân xuất quan tiểu tử ngươi phải kịp thời nói cho ta biết lý sùng vội vàng đáp đó là đương nhiên ta có thể có được địa vị ngày hôm nay cũng không thể tách rời khỏi phạm tiền bối chút việc nhỏ này tự nhiên bao trên người ta như thế rất tốt rất nhanh lại truyền đến tiếng nâng ly cạn chén thạch xuyên vừa nghe hai người nói chuyện phiếm vừa uống linh tử thạch xuyên vốn không phải là người thích bắt bẻ nhưng không thể không nói một câu linh tử trong tử lâu này quả thực khó có thể nuốt xuống một bình linh tử bằng linh thạch vậy mà lại kém hơn bách hoa tử do thạch xuyên tự mình ủ. Nếu không phải so sánh với linh tử do thủy viên luyện chế. Thạch xuyên dứt khoát ném linh tử này qua một bên, từ trong tiên phủ móc ra một bình linh tử, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp. Trong tiên phủ, thủy viên không có chuyện gì khác để làm, niềm vui duy nhất là nhu chế đan dược và ủ dược, nhưng đan dược nhu chế của hắn đều là đan dược luyện khí kỳ, thạch xuyên căn bản không dùng đến, điều này làm giảm bớt rất nhiều tính tích cực của thủy viên, chuyển toàn bộ những gì đã trải qua sang việc ủ linh tử. Các loại linh quả, linh thảo, kinh thức mật ong trong tiên phủ đều cung cấp cho thủy viên rất nhiều vật liệu. Thủy viên càng làm không biết mệt, cơ hồ mỗi ngày đều phải ủ chế một vò linh tử đặc thù. Mà ở bên trong tiên phủ, mấy ngày sau, linh tử liền ủ thành có thể uống. Cho nên Thạch Xuyên sau khi ngẫu nhiên tiến vào tiên phủ, liền sẽ có mấy chục loại linh tử hương vị không thôi chờ đợi Thạch Xuyên nhấm nháp. Theo thời gian trôi qua, thủy viên cơ hồ đem toàn bộ tài liệu có thể sử dụng thủy viên nhàm chán đến cực điểm bắt đầu càng thêm tinh tế ủ chế tư vị cũng là thiên biến vạn hóa sau khi nhấm nháp những linh tử này thạch xuyên lại uống những linh tử bình thường này liền cảm thấy có chút khó có thể nuốt xuống chỉ chốc lát lý sùng cùng tu sĩ họ phạm ăn uống xong phân biệt rời đi thạch xuyên cũng gọi tiểu nhị tới ném ra mấy khối linh thạch rồi định rời đi Tiểu nhị kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào nửa ngụm linh tử trong ly rượu của Thạch Xuyên kinh ngạc hỏi Tiền Bối vừa rồi người uống là linh tử do chính mình mang đến sao? Thạch Xuyên gật gật đầu đang muốn rời đi, Tiểu nhị kia đột nhiên nói không ngờ Tiền Bối còn là cao thủ ủ linh tử. Tiền Bối chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Thạch Xuyên một lòng đi tìm Lý Sùng, làm sao có thời giờ ở chỗ này, trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi không bao xa một lão giả hoa phục vậy mà đuổi tới. Tiền bối dừng bước, hoa phục lão giả này tướng mạo có năm 60 tuổi. Thế nào, các ngươi bất tiền rượu hay sao? Tiền bối nói đùa, tiền bối đến vong thiên các chúng ta chính là cho vong thiên các chúng ta vinh quang lớn lao. Hoa phục lão giả cung kính nói, đây là lệnh bài linh tử khách khanh của vong thiên các, tiền bối nếu không chê, có rảnh thường xuyên tới đây nghiên cứu thảo luận một chút về kỹ nghệ ủ chế linh tử. Thạch xuyên lắc đầu cười nói ta chỉ biết uống, cũng sẽ không ủ. Phẩm rượu cũng là chuyện rất khó, tiền bối không có thời gian đến cũng không sao, nhưng mà lệnh bài này vẫn hy vọng tiền bối có thể nhận lấy. Ta thấy tiền bối hẳn không phải tu sĩ hỏa liệt quốc, có lệnh bài này, ở trong hỏa liệt quốc cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Ồ, Thạch Xuyên hiển nhiên không có đem lời nói của lão giả để ở trong lòng, bất quá hiện tại Thạch Xuyên muốn tìm Lý Sùng, cũng không có thời gian dài dài cùng người này, tiếp nhận lệnh bài nói. Nếu có thời gian, ta sẽ tới. Thấy Thạch Xuyên tu lệnh bài, lão giả lộ vẻ vui mừng, nói. Tiền bối lúc tới đây, chỉ cần đưa ra lệnh bài là được. Chuyện khác tự nhiên sẽ có người an bài. Thạch Xuyên chắp tay, thần thức kiểm tra phương vị của Lý Sùng, vội vã rời đi. Thạch Xuyên đi rồi, trong đại sảnh vong thiên các, gần như là như chảo dầu sôi. Tu sĩ trong đại sảnh đa số là tu sĩ luyện khí kỳ, còn có mấy người là khách quen của vong thiên các. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lưu lão trưởng quý tự mình đưa lệnh bài linh tử khách khanh ra, hơn nữa đối phương còn hờ hững tiếp nhận. Người này có lai like lịch gì? Nhìn thấy lệnh bài khách khanh vậy mà không có bất kỳ kích động gì. Ta thấy trên đạo bào người này cũng không có ấn ký gì, hẳn không phải là người hỏa liệt quốc chúng ta. Dù không phải hỏa liệt quốc, cũng không phải chưa nghe nói qua lệnh bài khách khanh linh tử này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Tiểu Thám Hoa, Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. chương 236 Bí mật, hỏa liệt thành trong một con hẻm u ám. Một tu sĩ luyện khí kỳ lão đảo đi tới, sờ sờ túi chữ vật phình lên, trên mặt tràn đầy ý tự đắc, đây chính là Lý Sùng vừa mới rời khỏi vong thiên các. Đi chưa được mấy bước, Lý Sùng phát hiện có chút không thích hợp, tập trung nhìn vào, trước người mình, thế mà có một tu sĩ đang đứng hơn nữa khí tức vô cùng cường đại nơi này là thành nam hỏa liệt thành là nơi tu sĩ luyện khí kỳ tụ cư cực ít có tu sĩ trúc cơ kỳ qua lại tên tu sĩ này xuất hiện khiến cho men say của lý sùng lập tức tỉnh ba phần không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì lý sùng nhìn bóng dáng trong bóng tối cung kính hỏi lan lộn nhiều năm ở hỏa liệt thành lý sùng cũng không phải là người chưa thấy qua việc đời hơn nửa đêm một tu sĩ trúc cơ kỳ ngăn cản hắn tuyệt đối không có chuyện gì tốt cũng không có việc gì, nhưng buổi tối không ngủ được, tìm người tùy tiện tâm sự. trong bóng tối truyền đến một tiếng lạnh như băng. Lý Sùng vừa nghe thanh âm này, như rơi xuống hầm băng. người này không phải ai khác, chính là Thạch Xuyên đang đuổi theo hạt giống linh tức. là một tu sĩ trúc cơ kỳ, muốn tìm được tu sĩ luyện khí kỳ này, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. tiền bối tha mạng, hôm nay tiểu tử mắt mù, mong tiền bối không nên trách tội. sau khi Lý Sùng nhận ra Thạch Xuyên lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng tay của hắn lại vươn vào trong ngực hừ thạch xuyên hừ lạnh một tiếng cánh tay kia của lý sùng giống như bị một bàn tay lớn nắm chặt truyền đến đau nhức thấu tim đồng thời túi chữ vật trong lòng lý sùng hoài cũng bay tới trong tay thạch xuyên thạch xuyên cầm lấy túi chữ vật dùng thần thức kiểm tra trong túi chữ vật này có mấy trăm khối linh thạch còn có mấy trăm pho tượng ngọc thạch ngoài ra còn có mấy cái ngọc giản nho nhỏ lúc chiều Lý Sùng chính là dùng ngọc giản này dẫn tu sĩ trúc cơ kỳ tới. Thạch Xuyên đương nhiên không sợ tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia, nhưng nếu đấu pháp tất nhiên sẽ gây ra rối loạn, Thạch Xuyên vừa tới Hỏa Liệt Thành nên không quen thuộc tình hình nơi đây, cho nên cũng không muốn gây ra phiền toái gì. Nhưng Lý Sùng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, Thạch Xuyên phất tay một cái cũng đủ để hủy diệt hắn. Tiên, tiên bối tha mạng. Mặt Lý Sùng đau đến trắng bệch, cánh tay của hắn tựa hồ muốn bị bóp gãy nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì trên cánh tay nhìn qua cái gì cũng không có. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi phối hợp thật tốt, ta sẽ quên chuyện chiều nay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thạch Xuyên lạnh giọng nói, thu hồi linh lực trói buộc trên cánh tay Lý Sùng. Đa tạ tiền bối, tiền bối muốn biết cái gì, cứ việc hỏi. Lý Sùng quỳ trên mặt đất, thở mạnh không dám thở một cái. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ này thực lực quá mức khủng bố, Lý Sùng cũng có giao dịch với không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng trên người những tu sĩ trúc cơ kỳ này lại không có loại cảm giác lạnh như băng này. Lý Sùng cũng biết, tuy trong hỏa liệt thành nghiêm cấm đấu pháp, đặc biệt là tu sĩ quốc gia khác, một khi phát hiện lập tức xử tử. Nhưng những quy củ này hiển nhiên không có lực trói buộc quá lớn. Loại tu sĩ trúc cơ kỳ trước mắt này, giết chết hắn đơn giản như bóp chết một con kiến. Cho nên Lý Sùng lựa chọn cầu xin tha thứ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ sinh lộ. Thạch Xuyên lạnh giọng hỏi, ta muốn biết, những pho tượng này của ngươi là từ chỗ nào có được? Mặt khác ngươi là người nào, sư phụ là người phương nào? Lý Sùng thư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, vãn bối tên là Lý Sùng, chính là một đệ tử luyện khí kỳ của Ngô Nguyệt Môn, gia sư chính là ngũ đệ tử của Ngô Nguyệt chân Nhân, Lạc Hòa Sơn. Những pho tượng này đều là vãn bối luyện chế ra. Ngươi luyện chế ra, Thạch Xuyên khẽ cao mày, nói, tuy linh lực trong những pho tượng này không cao, nhưng với tu vi của ngươi, nhiều pho tượng như vậy cũng không phải một năm nửa năm là có thể luyện chế ra được. Những thứ này thật sự là ta luyện chế ra, nhưng ta dùng một loại công pháp tụ linh đặc thù trong môn phái, luyện chế những pho tượng này cũng không cần một lần hoàn thành, có thể phân số lần hoàn thành. Thạch Xuyên nghe lời ấy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, loại phương pháp luyện chế này, tựa hồ có chút tương tự với tụ linh châu tử trong chân thuẫn. Tụ linh châu tử hấp thu linh lực cũng không phải một lần hấp thu toàn bộ, mà là thạch xuyên phân ra rót vào, một khi thạch xuyên muốn sử dụng, linh lực trong chân thuẫn có thể cùng một chỗ phóng xuất ra. Trải qua thời gian dài, thạch xuyên vẫn luôn coi chân thuẫn là thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Trên thực tế, thạch xuyên còn có thể phóng xuất toàn bộ linh lực trong chân thuẫn ra ngoài, trở thành một đại sát khí. Lý Sùng thấy thạch xuyên không nói, lại vội vàng nói. Kỳ thật những pho tượng này, cũng không phải là một mình ta luyện chế, không ít sư huynh đệ trong đồng môn, đều tham dự. Buổi chiều hôm nay, bức tượng Hỏa Lang kia thực tế không có tổn hại, nó không giống với những bức tượng khác, được cấu thành từ hai bộ phận, phân ra mà không có, hợp lại mà có. Với giá trị của phường thị, 100 khối linh thạch cũng đáng giá. 100 linh thạch mua một thứ vô dụng, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ mua sao? Thạch Xuyên cười lạnh. Mục đích Thạch Xuyên mua pho tượng Hỏa Lang không phải là bản thân pho tượng Hỏa Lang, mà là phương pháp luyện chế pho tượng Hỏa Lang, cùng với loại khống chế linh lực chính xác này. Vừa rồi trong lời nói của Lý Sùng, đã lộ ra mấy phần tin tức, nhưng vẫn không đủ. Tôi muốn kỹ nghệ luyện chế pho tượng hỏa lang, giao ra liền thả ngươi đi. Thạch Xuyên kiểm tra túi chữ vật của Lý Sùng một lần, chỉ là tìm được một ít công pháp tu luyện cấp thấp, kỹ nghệ luyện chế pho tượng căn bản không có. Cái này, thủ pháp luyện chế pho tượng kia, cơ hồ khắp nơi đều có, mà lại hết sức đơn giản, cho nên ta cũng không có để ở trên người. Lý Sùng nói nhưng mà luyện chế pho tượng thì phải có yêu thú chi linh mới được nếu không thì chỉ có thể xem như là một con khôi lỗi chết mà không có linh tính của yêu thú mà thôi ồ thạch xuyên tiện tay lấy từ trong túi chữ vật của lý sùng ra một pho tượng thương nguyệt hùng âm thầm điều khiển linh lực pho tượng này lập tức hóa thành một con thương nguyệt hùng thần thức thạch xuyên thoáng dò xét thương nguyệt hùng này phát hiện thương nguyệt hùng này quả nhiên khác với con rối thiên nguyên của thạch xuyên trên thương nguyệt hùng đích thật là có một loại yêu linh nhàn nhạt, nhạt. Thạch xuyên một tay bấm niệm pháp quyết, trên không trung một chảo, đất vàng trên mặt đất xuyên thấu phiến đá lăn lộn. Rất nhanh, một con thương nguyệt hùng lớn tương đương xuất hiện trước mặt thạch xuyên và lý sùng. Thương nguyệt hùng này giống hệt như pho tượng thương nguyệt hùng. Nhưng thương nguyệt hùng do thạch xuyên dùng thuật nghĩ linh huyễn hóa ra hiển nhiên không có linh tính như pho tượng hóa thành thương nguyệt hùng, nhưng về mặt linh lực lại có thể so với yêu thú nhị dai. So với pho tượng thương nguyệt hùng biến thành mạnh hơn rất nhiều. Ngươi, Ngươi là người của Linh tông?" Trên mặt Lý Sùng lộ vẻ kinh hãi. Thạch Xuyên cũng cả kinh, Thạch Xuyên vốn tưởng rằng Linh tông chỉ là một tông phái của Nam Lương quốc, Nam Lương quốc ngay cả tu chân quốc cấp hoàng cũng không phải, một tông phái nho nhỏ như Linh tông khẳng định không người nào biết. Nhưng Thạch Xuyên không ngờ rằng, mình vừa mới thi triển ra thuật Nghĩ Linh, liền bị người này nhận ra. Phải biết rằng, Lý Sùng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, phản ứng của hắn như thế, tất nhiên nói rõ Linh tông là một đại môn phái ghê gớm. Ngươi biết Linh tông, Linh tông ở nơi nào?" Thạch Xuyên truy hỏi. Lý Sùng đột nhiên hai mắt mở mịt, hai tay liều mạng huy vũ. "Không tốt." Trong lòng Thạch Xuyên đột nhiên chấn động, biểu hiện của Lý Sùng như thế, chỉ sợ trên người sớm đã bị người hạ cấm chế gì đó, cuộc đối thoại vừa rồi tất nhiên đã bị người kia biết rồi. Tu sĩ có thể thi triển ra thần thông như thế, tất nhiên là vô cùng cao minh. Loại thần thông này, Thạch Xuyên đã từng nghe nói qua. Rất nhiều đệ tử môn phái đều bị thi triển một loại bí thuật, tách nguyên thần ra một bộ phận, khắc vào nguyên thần bài, như vậy môn phái mới có thể có được quyền sinh tử của đệ tử này. Loại biểu hiện này của Lý Sùng, hẳn là người bị khống chế nguyên thần bài của hắn đã xóa đi nguyên thần. Như thế, Lý Sùng tuy rằng không chết, nhưng cũng như một cái xác không hồn. Mục đích tu sĩ kia không giết chết Lý Sùng, tựa hồ là muốn tìm tung tích Lý Sùng nhanh chóng chạy tới. Thạch Xuyên nhướng mày, không chút do dự đánh gục Lý Sùng ngự phi kiếm, gấp độn mà đi. Nếu như Thạch Xuyên không đoán sai, phía sau Linh Tông này tất nhiên ẩn giấu bí mật sâu đậm, hơn nữa là bí mật không muốn cho người ngoài biết. Nếu không người khống chế nguyên thần bài của Lý Sùng sẽ không nóng lòng để cho Lý Sùng ngậm miệng như vậy. Nói không chừng rất nhanh sẽ có người bay nhanh mà đến, tìm kiếm tung tích Thạch Xuyên. Cho nên Thạch Xuyên không chút dừng lại, sau khi chạy mấy chục dặm trong hỏa liệt thành, vì tiện tìm một khách sạn ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Xuyên lặng yên trở lại khách sạn của tình Xuyên, thay tình Xuyên dự chi tiền thuê phòng 3 tháng, lại lặng lẽ rời đi. Thạch Xuyên vốn định ngày thứ hai đến liên minh tu chân hỏa liệt quốc đăng ký, như vậy lại trả tiền thuê nhà, sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nhưng sau sự kiện này, Thạch Xuyên cũng không thể không để ý. Buổi chiều hôm qua, tất cả mọi người ở đây đều biết Thạch Xuyên không phải tu sĩ hỏa liệt quốc, nếu như Thạch Xuyên hiện tại đi tu chân liên minh, tất nhiên sẽ bị người có tâm tra ra. Cho nên Thạch Xuyên dứt khoát không đi đăng ký nữa, mà trực tiếp đi về phía Cùng Gia. Lúc ở ốc đảo Hồ Minh Châu, cùng Ngọc Lượng từng nói Thạch Xuyên đi Hỏa Liệt Quốc, có thể đi tìm đệ đệ Cùng Ngọc Đường của hắn, người này có thể an bài tốt hết thảy mọi chuyện của Thạch Xuyên. Thạch Xuyên vốn định hôm nay sau khi Liên Minh Tu Chân đăng ký, liền đi Cùng Gia bàn giao một chút, nếu cùng Ngọc Lượng đưa Long Yên Ngưng và Ngô Phổ tới, Thạch Xuyên cũng có thể biết. Nhưng Thạch Xuyên lại không có ý nghĩ ở lại Cùng Gia bởi vì nếu đảm nhiệm khách khanh cùng gia, một khi cùng gia xảy ra, ra chuyện, Thạch Xuyên tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hiện tại tình huống này, Thạch Xuyên chỉ có thể đi cùng gia nhìn xem, nếu cùng Ngọc Đường có thể an bài thỏa đáng là tốt nhất, nếu không Thạch Xuyên chỉ có thể tạm thời rời khỏi Hỏa Liệt Quốc. Rất nhanh, Thạch Xuyên căn cứ lệnh bài trong tay, tìm được cùng gia tại Hỏa Liệt Thành. Đây cũng là tổ trạch cùng gia, tòa nhà này vô cùng lớn, dài rộng ước chừng 4 năm dặm. Từ giữa không trung nhìn lại, phía trước lít nhà lít nhít nhiều loại phòng ở, mà phía sau thì xanh um tươi tốt, giả sơn lưu thủy, thỉnh thoảng có mấy gian lầu các. Tuy thời gian Thạch Xuyên đến Hỏa Liệt Thành không dài, nhưng cũng có không ít chỗ đi, gặp không ít tòa nhà, đây là tòa nhà lớn nhất. Chắc hẳn tổ tiên cùng gia hẳn là từng xuất hiện tiên nhân ghê gớm. chương 237, Cùng gia, Thạch Xuyên đi tới trước cửa cùng gia, trực tiếp đưa lệnh bài cùng Ngọc Lượng đưa cho. Gã sai vặt canh cửa vừa thấy lệnh bài này, cũng sửng sốt tiếp nhận quan sát tỉ mỉ một phen, nói với gã sai vật khác. Có khách quý, mau mời Hà quản gia cùng thiếu gia đến. Đại tiên, mời vào bên trong. Thạch Xuyên đi theo sau lưng gã sai vật, đi được mấy chục trượng, liền tới một đại sảnh. Gã sai vật kia vội vàng bưng trà rót nước, không bao lâu, một lão giả đẩy một người trẻ tuổi đi đến. Người trẻ tuổi kia có vài phần tương tự cùng Ngọc Lược, hẳn là em ruột cùng Ngọc Lược. Nhưng hắn lại ngồi trên một chiếc xe lăn bái kiến đại tiên tiểu nhân đi đứng không tiện không thể hành lễ mong đại tiên thứ tội cùng ngọc đường nói không cần đa lễ thạch xuyên gật đầu nói gã sai vặt kia vội vàng đưa lệnh bài mà thạch xuyên lấy ra tới hà quản ra cùng cùng ngọc đường tỉ mỉ dò xét một phen mở miệng nói ra không biết vị tiên trưởng này xưng hô như thế nào thạch xuyên nói ta tên là thạch xuyên khi ở lưu sa tích gặp cùng ngọc lược hắn đưa tấm lệnh bài này cho ta bảo ta tới tìm ngươi Hiển nhiên, hai người này không quá tin tưởng Thạch Xuyên. Hai người này tuy rằng đều là phàm nhân, nhưng ở Hỏa Liệt Thành cũng không phải gặp không ít tiên nhân. Bọn họ tuy rằng không hiểu linh lực, nhưng thông qua thời gian cùng Ngọc Lượng rời nhà, cùng với khoảng cách với Lưu Sa Tích, liền có thể suy tính ra, Thạch Xuyên từ Lưu Sa Tích tới đây, chỉ dùng thời gian mấy ngày, đây tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Gia tộc phàm nhân như bọn họ, rất ít người tu chân cảm thấy hứng thú, mà Thạch Xuyên lại cầm lệnh bài tới không thể không khiến hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Thạch Xuyên nhàn nhạt nói, ta có chuyện quan trọng muốn trò chuyện, người không liên quan tránh đi một chút. Cùng Ngọc Đường gật gật đầu, vất tay đuổi mấy gã sai vặt ra ngoài. Sau một lát, trong phòng chỉ còn lại ba người Thạch Xuyên, cùng Ngọc Đường cùng Hà Quản gia. Thạch Xuyên mở miệng nói, ta vốn không có ý định tới cùng ra các ngươi, dù sao ta không có khả năng để các ngươi làm việc không công cho ta, nhưng ta đích xác gặp một ít phiền toái, nếu như các ngươi có thể giúp được ta ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi cùng ra các ngươi nếu không được hy vọng hai vị cho rằng chuyện hôm nay chưa từng xảy ra nếu không cùng ra sẽ bởi vì hai người lỡ lời mà lâm vào kiếp nạn thạch xuyên trực tiếp nói rõ lợi và hại một là giúp mình sẽ có lợi hai là tránh cho hành tung của mình bị tiết lộ cùng ngọc đường sắc mặt hơi đổi vội nói thạch tiên trưởng cứ phân phó là được có thể dùng đến cùng ra ta là ta cùng ra phúc khí hai gã sai vặt vừa rồi ta sẽ lập tức phái bọn họ đi đến trang viên phía Bắc Hỏa Liệt Quốc, chuyện Thạch Tiên Trưởng đến cùng ra cũng sẽ không có người biết. Như thế rất tốt, Thạch Xuyên hài lòng gật đầu nói, ta không phải người Hỏa Liệt Quốc, hôm qua vừa mới tới Hỏa Liệt Quốc, dựa theo quy định, cần phải đến liên minh thu chân đăng ký, bất quá hiện tại ta lại không muốn đi đăng ký, cũng không muốn bị người biết ta vừa mới tới Hỏa Liệt Quốc. Việc này đơn giản, cùng Ngọc Đường cười nói, Hà quản gia, người đi lấy lệnh bài khách khanh tới. Cùng Ngọc Đường tiếp tục nói, nếu thạch tiên trưởng đi tìm người khác làm việc này, tất nhiên là không làm được, nhưng ta cùng ra thì khác, cùng ra ta có ba tấm lệnh bài khách khanh. Mỗi một tấm lệnh bài khách khanh đặt ở trên người đều có công hiệu của lệnh bài mà liên minh tu chân phát ra. Hai năm trước, huynh trưởng tìm một vị khách khanh, một ngự ở hậu viên tu luyện, bây giờ thạch đạo trưởng đến, cũng là lễ ngộ giống nhau, mỗi tháng 30 khối linh thạch, mặt khác vật thế tục, đều có thể lấy. Vật thế tục Người tu chân bình thường sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng 30 khối linh thạch, đích xác không phải một con số nhỏ. Đặc biệt là đối với những phàm nhân này. Lúc này, Hà quản gia trở về, bưng một cái hộp ngọc đưa đến trước mặt Thạch Xuyên, cung kính nói: "Thạch tiên trưởng, đây chính là khách khanh lệnh bài của cùng gia chúng ta, chỉ cần ngươi đeo ở trước ngực, liền tương đương với tu sĩ Hỏa Liệt quốc." Thạch Xuyên đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, quả nhiên trong đó có một lệnh bài nho nhỏ phía trên khắc dấu hai chữ hỏa liệt, phía dưới viết cùng ra. Thạch Xuyên chậm rãi truyền linh lực vào lệnh bài, một sợi tơ mỏng trên người Thạch Xuyên, linh lực màu đỏ nhạt lập tức tiến vào trong lệnh bài. Lệnh bài chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ, nó có một loại cảm giác tâm thần tương thông với Thạch Xuyên. Lệnh bài này hẳn là một kiện linh khí phi thường tinh xảo, nhưng công năng duy nhất chính là chức năng này. Trong lòng Thạch Xuyên cũng cả kinh, thời điểm tiến vào hỏa liệt quốc, nhận được phong thư màu đỏ kia, có lẽ bị trận pháp kia rót vào một sợi tơ mỏng linh lực, nếu là ba ngày sau, Thạch Xuyên còn không có đi tu chân liên minh đăng ký, nhẹ thì bị hỏa liệt quốc đuổi ra, nặng thì bị đuổi giết. Thạch Xuyên đeo lệnh bài khách khanh này ở trước ngực, hài lòng nói. Đã như vậy, hiện tại ta coi như là khách khanh cùng ra các ngươi, ta thiếu cùng ra các ngươi một phần nhân tình, tại thời điểm tất yếu, ta sẽ cho các ngươi cùng ra xuất thủ một lần, để báo ân ngày hôm nay. Hà quản ra cùng cùng Ngọc Đường nghe lời ấy, vội vàng lớn tiếng nói tạ ơn. Trong lòng hai người bọn họ kinh hỉ dị thường, một gia tộc phàm nhân, có thể được tiên nhân che chở, đây mới là điều bọn họ thật sự muốn. Hà quản gia nói, thạch tiên trưởng, chắc hẳn lúc người tới cũng đã thấy, cùng ra chúng ta chia làm trước sau hai viện, hậu viện cực kỳ rộng lớn, cảnh sắc cũng không tệ. Tiên trưởng có thể thu luyện ở hậu viện, mỗi tháng 30 khối linh thạch, tuyệt đối chỉ nhiều hơn không ít. Lúc Hà quản gia nói lời này, sắc mặt cũng hơi run rẩy. 30 khối linh thạch, đối với một gia tộc phàm nhân mà nói là không ít, huống chi bọn hắn đã mời một vị khách khanh. Nhưng vì lưu lại Thạch Xuyên, Hà quản gia cũng không thể không cắn răng nói ra việc này. Linh thạch thì không cần, Thạch Xuyên khoát tay nói, đối với Thạch Xuyên mà nói, tùy tiện lấy ra mấy cây linh thảo, liền sẽ được mấy ngàn khối linh thạch, đối với mấy chục khối linh thạch này cũng sẽ không để ở trong mắt. Hai người các ngươi, giữ bí mật hành tung của ta, vô luận người nào cũng không thể nói. Thạch Xuyên dặn dò, mặt khác khách khanh thứ nhất của các ngươi, ta cũng không muốn gặp, cũng không muốn để hắn biết sự tồn tại của ta. Các ngươi tìm cho ta một gian phòng nhỏ gần tường vây là được, trong vòng 40 trượng đều không cho phép có người tiếp cận. Tiểu nhân nhớ kỹ, đi an bài cái này, hà quản ra bái đạo, cùng ra, chỉ là một điểm dừng chân tạm thời của Thạch Xuyên mà thôi. Tuy rằng hiện tại Thạch Xuyên đã không có nỗi lo về sau, nhưng càng ít xuất hiện càng tốt. Về phần tình Xuyên, Thạch Xuyên tương đối yên tâm, bởi vì tình Xuyên ngay cả tu sĩ tiên thiên kỳ cũng không phải, thời điểm tiến vào hỏa liệt quốc cùng các phàm nhân ra vào hỏa liệt quốc không có bất kỳ khác biệt gì. Màn hào quang màu đỏ của hỏa liệt quốc kia, hẳn là chỉ có tác dụng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên. Ở trong khách sạn hỏa liệt quốc, lại có trận pháp ẩn nấp bảo hộ, tình Xuyên hẳn là không có gì đáng ngại. Hơn nữa, Thạch Xuyên ở cùng ra cũng không cách quá xa khách sạn kia. Trận pháp ẩn nấp tương liên với tâm thần của Thạch Xuyên, một khi có người công kích trận pháp ẩn nấp, Thạch Xuyên cũng có thể phát giác được. Hơn nữa, Thạch Xuyên cảm thấy Tình Xuyên nhất định phải được tôi luyện, nếu không sẽ luôn được người khác che chở, đạo tâm khó có thể tiến bộ. Cùng Ngọc Đường nhìn qua bộ dáng bất quá hơn 20 tuổi, thập phần ngại ngùng. Thạch Xuyên không nói lời nào, Cùng Ngọc Đường cũng không nói. Thạch Xuyên mở miệng nói, "Chân của ngươi bị sao vậy?" "Chân của ta." Cùng Ngọc Đường ngẩn ra, nói, "Chân của ta là lúc còn bé đi thương Vân Quốc." cũng không biết làm sao, lại đột nhiên không thể động. Từ khi đó đến bây giờ đã có mười mấy năm, thần thức thạch xuyên hơi kiểm tra, trong hai chân cùng ngọc đường, một đạo hàn khí lắng động lại. Hàn khí này, cùng minh thổ lạnh lẽo, tựa hồ có chút tương tự. Nhưng so với minh thổ chi hàn thì yếu hơn nhiều lắm. Nếu thật sự là minh thổ chi hàn, chỉ sợ cùng ngọc đường đã sớm đi đời nhà ma, tuyệt đối không có khả năng sống mười mấy năm. Cùng ngọc đường cười khổ nói, những năm gần đây, Ta thăm hỏi rất nhiều danh y, đối với việc này đều là vô năng vô lực, thậm chí tiêu tốn số tiền lớn mua không ít linh dược, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên hiện tại ta cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Chỉ là đau đớn trong chân muốn nứt ra, mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy, hạ thể âm hàn trí cực, để cho ta đau đến không muốn sống. Vị tiên trưởng tu luyện ở hậu viện kia cũng nói, cuộc đời này ta không có hy vọng đứng lên. Ồ, Thạch Xuyên lại tỉ mỉ quan sát một phen, Hàn độc này còn lâu mới có uy lực như Minh thổ chi hàn, nếu là hàn độc bình thường, tùy tiện dùng một ít linh dược hệ hỏa luyện khí kỳ, đã sớm khu trừ sạch sẽ, cho dù khu trừ không sạch sẽ, nhiều năm như vậy cũng tiêu tán vô hình. Mà hàn độc này lại ở trong thân thể Cùng Ngọc Đường tồn tại vài chục năm. Đây tuyệt đối không thể nào là hàn độc bình thường. Để ta giúp ngươi nhìn xem." Thạch Xuyên đi qua, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Cùng Ngọc Đường. Sau một lát, Thạch Xuyên thu tay lại, Ngồi trở lại chỗ cũ nói: "Ngươi đứng lên đi xem đi." "Cái gì? Ta có thể đi rồi?" Cùng Ngọc Đường căn bản không tin vào lỗ tai của mình. Thạch Xuyên khẽ gật đầu. Thạch Xuyên vừa tiếp xúc với thân thể Cùng Ngọc Đường, lập tức cảm thụ được tia hàn độc kia. Khiến Thạch Xuyên vô cùng kinh ngạc chính là, Minh thổ chi hàn này, chỉ là minh thổ chi hàn này, vô cùng yếu ớt. Hơn nữa Cùng Ngọc Đường trời sinh có bốn hỏa linh căn, mới có thể áp chế được minh thổ chi hàn yếu ớt này vài chục năm đổi lại là người bình thường, sớm đã bị minh thổ hàn độc này xâm thể mà chết. Một tia minh thổ hàn độc yếu ớt như vậy, Thạch Xuyên chỉ cần hơi thúc dục chân nguyên chi hỏa là có thể hóa giải, Thạch Xuyên thuận tiện ngự ra một đạo linh lực vô cùng yếu ớt, trợ giúp cùng Ngọc Đường ôn nhuận bị băng hàn kích thích gân mạch. Cùng Ngọc Đường vịn tay vịn ghế chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, nâng lên một chân, chậm rãi bước về phía trước. Bất quá bởi vì cùng Ngọc Đường vài chục năm không có xuống đất, một bước này hiển nhiên có chút yếu, thiếu chút nữa ngã nghiêng củng ngọc đường thân thể nhoáng một cái miễn cưỡng đứng vững ta ta thật sự đứng lên rồi củng ngọc đường vẻ mặt vui mừng thạch tiên trưởng ta đã chuẩn bị cho ngươi hà quản gia vừa mới đi vào thấy củng ngọc đường vậy mà đứng lên vội vàng chạy tới đỡ lấy củng ngọc đường thiếu ra người đứng lên rồi ngươi có muốn sao là thạch tiên trưởng ông ấy nhẹ nhàng sờ ta một cái ta liền có thể đứng lên rồi hà quản gia, ta đứng lên Ta không phải người què." Cùng Ngọc Đường có chút mừng rỡ như điên, đa tạ Thạch Tiên trưởng, hà quản ra nước mắt ràn rụa, quỳ trên mặt đất. Cùng Ngọc Đường cũng quỳ trên mặt đất, bái nói: "Đa tạ ơn tiên trưởng đại ân, Cùng Ngọc Đường đời này không quên." Chương 238: Hóa giải hàn độc, thôi, tiện tay mà thôi, không cần đa lễ như vậy." Thạch Xuyên phất phất tay nói, xem ra tên khách khanh ở hậu viện Cùng gia kia tu vi hẳn là sẽ không vượt qua chút cơ kỳ nếu không thì khách khanh kia cố ý không giúp cùng Ngọc Đường trừ độc. Cùng Ngọc Đường cùng Hà Quản gia bái tạm một trận, hai người lại khóc một trận, lúc này mới chậm rãi hỏa hoãn xuống. Thạch Xuyên biết cùng Ngọc Đường không thể hành tẩu hơn 10 năm, hôm nay có thể lần nữa làm đến nơi đến trốn tất nhiên có chút kích động, cũng không nhiều lời. Đợi đến lúc hai người bình tĩnh lại, Thạch Xuyên mới mở miệng nói, sở dĩ ngươi không thể đi lại, là chúng một loại hàn độc. Ta muốn biết, lúc đó hàn đống ngươi đang ở nơi nào còn có tình hình cụ thể gì khi đó thiếu gia còn nhỏ việc này để ta nói đi hà quản gia nhớ lại một chút nói khi thiếu gia còn bé vẫn luôn ở thương vân quốc khi đó việc làm ăn của cùng gia chúng ta ở thương vân quốc cũng làm rất lớn lúc ấy lão gia có một người hợp tác tên đậu phong vũ dẫn thiếu gia tới hậu sơn đậu gia chơi sau khi trở về nhị thiếu gia đã như vậy lão gia vẫn hoài nghi việc này có liên quan tới đậu phong vũ sau đó hai nhà bởi vì chuyện làm ăn mà huyên náo tan rã trong không vui. Lại về sau, chúng ta ở khắp Thương Nguyệt quốc bị xa lánh, chỉ còn lại mấy cửa hàng nhỏ, cho nên liền trở lại Hỏa Liệt quốc. Thạch Xuyên cũng không quan tâm đến căn nguyên của Củng gia và Đậu gia, Thạch Xuyên quan tâm chính là, Củng Ngọc Đường làm sao có được Minh thổ Hàn độc này, nếu lần theo tung tích tìm tới, có lẽ còn có thể tìm được một ít Minh thổ. Minh thổ là một loại bảo vật cực hàn, trên thế gian cực kỳ hiếm thấy chỉ cần một thanh pháp khí thượng phẩm minh thổ kiếm đã có thể đấu giá được với giá trên trời minh thổ cực ít được chứa trong minh thổ kiếm của thạch xuyên minh thổ tạo thành hàn khí đủ để tu sĩ luyện khí kỳ chúng hàn độc mà chết nếu như minh thổ tăng thêm một lượng lớn minh thổ để luyện chế thành công linh khí mà tu sĩ trúc cơ sử dụng thì minh thổ hàn độc có thể phát huy đến mức tận cùng e là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sẽ run sợ khi nghe thấy ngoài ra lúc thạch xuyên ở trong di tích thượng cổ còn từng phát hiện ra Minh thổ ở dưới sự thiêu đốt của địa hỏa có thể hình thành ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa này cực âm cực hàn, gần như có thể đốt sạch vạn vật, nhưng ngọn lửa màu lam, sử dụng một chút sẽ giảm bớt một ít. Không đến thời khắc mấu chốt, Thạch Xuyên sẽ không lấy ra sử dụng. Nếu có thể tìm được đủ lượng minh thổ, ngọn lửa màu xanh lam này tất nhiên là một trợ lực lớn lúc ngăn địch. Thạch Xuyên trầm tư một chút rồi nói, Hà quản gia, người có thể nói rõ ràng cho ta biết một chút về nơi cùng ngọc đường chúng độc hay không? Hà quản gia do dự nói: "Vị trí này, ta thật đúng là không rõ ràng lắm, lúc ấy thiếu gia tuổi nhỏ, hẳn là không nhớ được, nhưng khẳng định ở trên núi phía sau đậu gia." "Đây là vị trí của đậu gia." Hà quản gia từ trong lòng lấy ra một tấm bản đồ. Bản đồ này không khác bản đồ cùng Ngọc Lượng sử dụng lắm, phía trên đánh dấu tỉ mỉ vị trí đậu gia ở Thương Vân quốc. Thạch Xuyên gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu có thời gian, đi đậu gia nhìn một chút cũng được, nếu có thể tìm được minh thổ tự nhiên chuyến đi này không tệ. Thạch tiên trưởng, ta đã chuẩn bị xong gian phòng ngươi cần. Ở phía đông, ra khỏi tường phía đông là một con sông lớn, thập u tính. Nơi này vốn là nơi tạp dịch ở, ta đều để bọn họ dọn đến nơi khác, sau đó lại xây một vách chắn. Không có sự cho phép của ta, bất kỳ người nào cũng không được tiến vào trong bình chướng. Gian phòng ta cũng thu dọn không tốt, tiên trưởng nếu không hài lòng, nói ra là được. Hà quản gia cung kính nói. Nếu vừa rồi tận tâm làm việc cho Thạch Xuyên, là một loại kính sợ, nhưng hiện tại, Hà Quản gia nhìn thấy Thạch Xuyên chữa khỏi chân cùng ngọc đường, lời nói ra, từng câu đều phát ra từ nội tâm. Thạch Xuyên cười nói, ta cũng không có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần không quấy giày ta là được. Thạch Xuyên hết sức hài lòng với người này, trong tay lấy ra một cái ngọc phiến nho nhỏ nói. Nếu trong phủ có chuyện gì trọng yếu, có thể ném vỡ ngọc phiến, ta tất nhiên sẽ xuất hiện, cơ hội chỉ có một lần như vậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cùng Ngọc Đường nhận lấy Ngọc Phiến, bái nói, đa tạ tiên trưởng. Trong lòng Cùng Ngọc Đường, địa vị của Thạch Xuyên đã vượt xa tu sĩ tu luyện ở hậu viện. Thạch Xuyên cũng có khác biệt thật lớn với tu sĩ ở hậu viện kia. Tu sĩ ở hậu viện kia yêu cầu hoàn cảnh thanh u, nhưng lại thường xuyên để hà quản ra đưa mấy nha hoàn qua vui đùa. Mặt khác tu sĩ kia mỗi tháng không phải ghét bỏ cái này thì chính là ghét bỏ cái kia, thậm chí gần đây bắt đầu ghét bỏ 30 khối linh thạch quá ít lại tuyên bố nếu không tăng thêm linh thạch sẽ rời đi. Mà thạch xuyên lại cực kỳ khác biệt, không đến không cần linh thạch, hơn nữa căn bản không quan tâm nơi ở. Vừa rồi Hà Quản gia nói với Thạch Xuyên những gian phòng kia là nơi hạ nhân ở, trong lòng cùng Ngọc Đường không khỏi lột bột một cái, không nghĩ tới Thạch Xuyên lại không có bất kỳ phản ứng gì. Đây mới thật sự là tiên nhân, cùng Ngọc Đường âm thầm nói. Nửa canh giờ sau, Hà Quản gia dẫn Thạch Xuyên tới phía đông cùng ra, nơi này vừa mới xây một bức tường, còn chưa khô. Sau khi xuyên qua cửa nhỏ trên tường, bên trong có năm sáu gian phòng nhỏ, mỗi gian đều vô cùng nhỏ hẹp, nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, trong đó có một gian đã trải lên đệm chăn sạch sẽ. Điều này hiển nhiên là chuẩn bị cho Thạch Xuyên. Thạch Xuyên hài lòng gật đầu, có thể trong thời gian ngắn như vậy bố trí đến trình độ như thế, cũng coi như không tệ. Hà quản gia có lòng, Thạch tiên nói quá rồi. Hà quản gia vội vàng nói, nơi đây vô cùng đơn sơ nếu tiên trưởng không hài lòng ta lập tức thay đổi không bằng tiên trưởng chờ mấy ngày ta ở đây xây dựng một chỗ tiên cư chuyên môn cung cấp tiên trưởng tu luyện vậy thì không cần thạch xuyên cười nói ta sẽ ở đây tu luyện một thời gian bất luận kẻ nào trong cùng phủ cũng không thể tiến vào lão hủ hiểu rõ thạch tiên trưởng yên tâm là được hà quản ra lại nói vài lời bái biệt mà đi thạch xuyên đóng cánh cửa nhỏ lại từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ trận bàn đem nơi này phong tỏa chặt chẽ nói trận bàn này bình thường nhưng mà tu sĩ dưới trúc cơ kỳ tuyệt đối sẽ không xông vào. cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ muốn đi vào cũng phải tốn rất nhiều công sức. sau khi thiết trí trận pháp xong, thạch xuyên tùy ý chọn một gian phòng tiến vào, lại thiết trí một bộ trận pháp nhỏ hơn. sau đó lấy ra một cái bổ đoàn, khoanh chân ngồi xuống đất. thạch xuyên vốn đang nhắm mắt điều tức một hồi, sau đó chậm rãi vận chuyển linh lực trong đan điền, bắt đầu tuần hoàn xung quanh chu thiên. Tu chân không năm tháng, Thạch Xuyên ngồi xuống chính là một tháng thời gian. Trong một tháng này, Thạch Xuyên chậm rãi cảm mộ đạo tâm biến hóa từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ. Đối với mỗi một loại công pháp, đều càng thêm khắc sâu nhận thức. Ví dụ như, thổ nạp quyết Thạch Xuyên vẫn luôn làm chủ tu công pháp, đây là một môn công pháp dễ hiểu, cũng là quyển công pháp đầu tiên của rất nhiều tu chân giả khi nhập môn, rất nhiều người sau khi tiến vào tiên thiên kỳ liền bỏ mặc không quan tâm, nhưng Thạch Xuyên vẫn luôn tu luyện từ đầu đến cuối môn công pháp này nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu từ thượng cổ lưu chuyển đến nay tự nhiên có nguyên nhân nó tồn tại sau khi thạch xuyên tiến vào trúc cơ kỳ hắn càng phát hiện loại pháp môn tu luyện này có tác dụng xúc tiến rất lớn đối với những pháp môn khác đây là một môn công pháp tương đương tầm thường nếu không có công pháp chủ tu thích hợp thạch xuyên sẽ một mực tu luyện thạch xuyên đứng dậy thần thức lần theo phương hướng trận pháp ẩn nấp tìm kiếm trận pháp ẩn nấp không phát sinh bất kỳ biến hóa nào trong lòng Thạch Xuyên không khỏi buồn bực, theo lý thuyết, thời gian dài như vậy, tình Xuyên hẳn là đã đột phá luyện khí kỳ tầng 6, trở thành tu sĩ tiên thiên kỳ. Nếu tình Xuyên rời khỏi trận pháp ẩn nấp, Thạch Xuyên sẽ lập tức phát hiện ra. Nhưng tình Xuyên cũng không rời khỏi trận pháp ẩn nấp, Thạch Xuyên không tự mình đi qua xem, cũng không cách nào suy đoán tình Xuyên có tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 6 hay không. Từ luyện khí kỳ tầng 5 đến luyện khí kỳ tầng 6, tuyệt đối là một đột phá rất lớn, nhưng quá trình này lại không có bất kỳ hung hiểm gì, cho nên Thạch Xuyên cũng không cần lo lắng. Nói không chừng tình Xuyên đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6, cũng không có đình chỉ mà tiếp tục tu luyện. Thạch Xuyên lấy túi chữ vật ra, bắt đầu chậm rãi sắp xếp lại. Trong túi chữ vật, có đủ loại công pháp và linh khí. Phần lớn những công pháp này Thạch Xuyên đều tu luyện, trong đó có không ít công pháp phụ trợ cũng không tệ, nhưng Thạch Xuyên cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên những công pháp này, cho nên chỉ tập được một ít gia lông mà thôi. Mà một số công pháp khác như cổ thần luyện thể thuật, người sáng tác công pháp này đều không có trúc cơ, Thạch Xuyên cũng không có lòng tu luyện tiếp. Ngược lại nghĩ linh thuật lại cực kỳ hấp dẫn Thạch Xuyên. Tu sĩ linh tông thần bí cùng với sự sùng bái không hiểu thấu của tu sĩ khác đối với tu sĩ linh tông khiến trong lòng Thạch Xuyên rất là nghi hoặc. Cho nên ngụy linh thuật, Thạch Xuyên không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng ra nhưng điều này cũng không cho thấy Thạch Xuyên sẽ không tiếp tục tu luyện thuật này. Vừa vặn ngược lại, Thạch Xuyên chẳng những muốn tu luyện thuật này, hơn nữa còn muốn tu luyện thuật nghĩ linh đến cảnh giới cao nhất. Tuy nhiên, dù sao phương pháp này cũng là thượng cổ còn sót lại, tu luyện cũng không phải đơn giản như vậy, với tu luyện hiện tại của Thạch Xuyên, miễn cưỡng có thể huyễn hóa ra linh thú cấp 2, tuy rằng thời gian hao phí rất nhiều, nhưng chỉ cần chăm chỉ tu luyện, hoàn toàn nắm giữ thuật này cũng không phải là vấn đề gì lớn về phần linh khí, thạch xuyên đánh chết mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ, đương nhiên thu hoạch không ít, nhưng những linh khí này cũng không có nhiều. ngoại trừ để lại mấy thanh phi kiếm linh khí để dùng, thạch xuyên trực tiếp ném vào trong tiên phủ để những linh khí này hóa thành tài liệu trúc cơ kỳ. chờ sau khi thạch xuyên mua một ít pháp môn luyện khí, tự mình luyện chế chút ít linh khí. mặt khác, sau lần bế quan này, thạch xuyên còn phải đi phường thị một chuyến. thứ nhất, thạch xuyên muốn siêu tập một ít phối phương đan dược. Để tự mình luyện chế đan dược, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thủy Viên chỉ có thể luyện chế đan dược luyện khí kỳ, thạch xuyên căn bản không cần đến. Trong tiên phủ nhiều linh thảo như vậy, mỗi ngày tiêu hao linh lực trong tiên phủ như thế, nhưng không phát huy ra tác dụng gì. Mặt khác, thạch xuyên còn cần phải làm ra chút phương pháp luyện chế phù lục, lúc trước thạch xuyên đã lợi dụng kim phù quyết để luyện chế ra không ít kim phù thực dụng, hiện giờ thạch xuyên đã đạt tới chúc cơ kỳ những kim phù kia cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên Thạch Xuyên nhất định phải luyện chế một ít phù lục mới. chương 239, bán chút linh thảo, một ngày này, Thạch Xuyên đổi một bộ đạo bào mới, đeo lệnh bài khách khanh của cùng gia lên ngực trái, ngực kiếm bay ra khỏi tường đông. Lần này, Thạch Xuyên cũng không có đi tới chỗ bầy quầy bán hàng tạp nham, vật phẩm nơi đó vàng thao lẫn lộn, muốn mua được bảo vật thích hợp, tất nhiên phải tiêu phí quá nhiều thời gian, hơn nữa Thạch Xuyên cần bán linh thảo để đổi lấy linh thạch, nếu không linh thạch trên người tuyệt đối không đủ dùng. Cho nên Thạch Xuyên trực tiếp lựa chọn một cửa hàng cực lớn, cửa hàng này tên là Thiên Cơ Các. Hai nữ tu nghênh đón khách ở cửa ra vào cũng đều là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 10. Có thể thấy được mức độ hào khí. Phải biết rằng Hỏa Liệt Quốc mặc dù là tu chân quốc hoàng giai, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sẽ không có ở khắp nơi, tu sĩ luyện khí kỳ tầng 10 địa vị cũng không thấp. Thiên Cơ Các làm như thế chính là muốn nói cho mọi người, vật phẩm bán ra trong các, tuyệt đối xứng đáng với hai tu sĩ luyện khí kỳ tầng 10 đón khách. Sau khi Thạch Xuyên tiến vào thiên cơ các, cũng không nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình như những cửa hàng khác. Đại sảnh thiên cơ các rất rộng rãi, ước chừng hơn 50 trượng, trong đó giải rác có mấy tu sĩ xem xét vật phẩm trên quầy. Thạch Xuyên cũng chậm chậm đi qua, xem xét trên quầy. Linh khí trên quầy được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng, Thạch Xuyên có thể tiện tay cầm lên, thần thức thoáng xem xét, có thể thấy phẩm chất của kiện linh khí này, nhưng luồng ánh sáng màu vàng này lại ngăn cách linh lực, khiến người ta không thể sử dụng kiện linh khí này. Trên những linh khí này hẳn là bị thi triển một loại cấm chế đặc thù. Thiên cơ Các quả nhiên có vài phần thực lực. Những linh khí này mặc dù không tệ, nhưng phần lớn đều là linh khí hạ phẩm và trung phẩm. Còn linh khí thượng phẩm thì một món cũng không có. Hơn nữa tầng một Thiên Cơ Các cũng chỉ có linh khí mà thôi, cũng không có đan dược hoặc là linh thảo. Thạch Xuyên nhìn quanh một vòng, nhìn thấy phía đông có một cầu thang dẫn lên lầu 2. Ở cửa vào cầu thang, cũng có một nữ tu luyện khí kỳ tầng 10 đang đứng. Thạch Xuyên đi qua, mở miệng hỏi, trong thiên cơ các, có bảo vật cao dai gì không? Nữ tu hành lễ nói, tiền bối là lần đầu tiên đến thiên cơ các nhỉ, thiên cơ các tổng cộng chia làm 9 tầng, 3 tầng đầu, phân biệt là linh khí, đan dược cùng phù triện bình thường. Tầng thứ tư là bảo vật cao dai, tầng thứ năm là thu về các loại bảo vật, 6 tầng trở lên, bình thường không mở ra cho tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, không biết tiền bối muốn mua cái gì. Thạch Xuyên vốn cho rằng thiên cơ các chỉ là nơi bán bảo vật, còn mình thì bán linh thảo, còn phải tốn nhiều hơn một phen khẩu hiệu, chẳng qua nữ tu này lại còn nói thiên cơ các chuyên môn thiết lập một tầng bảo vật, thật hợp tâm ý Thạch Xuyên. Ta ngược lại là muốn mua một ít bảo vật, nhưng trước đó ta muốn đi tầng thứ 5 bán ra vài thứ. Nữ tu sĩ kia vung tay lên, một tay khác ném ra một khối linh thạch trước cầu thang đột nhiên bạch quang lóe lên xuất hiện một vòng xoáy nhỏ tiền bối mời thạch xuyên hơi ngẩn ra nơi này nhìn như thang lầu lại còn ẩn giấu một cái pháp trận trong lòng thạch xuyên cũng âm thầm kinh ngạc một cái trận pháp đơn giản như vậy dùng mấy khối mảnh vỡ linh thạch là được nữ tu này vậy mà lại ném ra một khối linh thạch hoàn chỉnh hơn nữa linh thạch này bị trận pháp này hấp thu hoàn toàn thạch xuyên mang theo đầy bụng nghi hoặc bước vào trong trận pháp bạch quang lóe lên thạch xuyên xuất hiện ở trong một đại sảnh đại sảnh này không khác đại sảnh ở tầng một là mấy chỉ có điều bày rất nhiều bàn nhỏ trước mỗi cái bàn đều có mấy tên tu sĩ mặc đạo bào thiên cơ các ngồi đang giám định bảo vật trong tay sau đó báo ra giá nếu đối phương đồng ý lập tức có đệ tử luyện khí kỳ đưa lên một cái túi chữ vật thạch xuyên mỉm cười xem ra người tới đây bán bảo vật cũng không phải là hắn thạch xuyên âm thầm yên lòng trực tiếp tìm một tu sĩ thiên cơ các rảnh rỗi ngồi xuống ở trước mặt hắn tiện tay lấy ra mấy cái hộp ngọc đạo hữu bán ra chính là linh thảo tu sĩ kia cũng không mở hộp ngọc ra trong lời nói mang theo ý nghi hoặc hơn nữa còn tò mò nhìn về phía ngực thạch xuyên chính là linh thảo thạch xuyên đáp nói chung chỉ có linh thảo mới có thể đặt ở trong hộp ngọc bảo trì linh lực không tiêu tan đạo hữu chờ một lát ta đi bẩm báo một chút tu sĩ kia nhanh chóng rời đi chỉ chốc lát một lão giả dâu đen đi ra vị đạo hữu này muốn bán ra linh thảo hắc tu lão giả thấp giọng hỏi thạch xuyên có chút không hiểu bán ra một ít linh thảo không đến mức phiền toái như thế chứ đáp là có chút linh thảo muốn bán sắc mặt lão giả kia lộ vẻ vui mừng chắp tay nói hỏa liệt quốc địa hỏa nóng bức nếu là đem linh thảo lấy ra tất nhiên sẽ tổn thương không ít linh lực mời đạo hữu đi theo ta thạch xuyên thu hồi hộp ngọc cùng lão giả dâu đen đi vào một mật thất mật thất này rộng ba trượng vuông bốn phía bố trí băng tinh ngọc thạch trắng noán, cả gian phòng lạnh lẽo ở giữa gian phòng có hai cái ghế một cái bàn hai người ngồi xuống lão giả mới có chút áy náy nói thiên cơ các chúng ta vì bảo tồn linh thảo ở trình độ lớn nhất cho nên mới dùng loại biện pháp này dù sao dám định không ít linh thảo cần thời gian không ngắn hy vọng đạo hữu có thể thông cảm không sao thạch xuyên phất tay lấy ra ba cái hộp ngọc trong ba cái hộp ngọc này cũng chứa linh thảo có được từ di tích thượng cổ chỉ là linh lực của những linh thảo này vô cùng yếu kém giá cả của những linh thảo này chắc chắn sẽ không quá cao nhưng mà những linh thảo này sinh trưởng vô cùng nhanh chóng đã chất đống như núi ở trong tiên phủ cho nên thạch xuyên ưu tiên xử lý sạch sẽ những linh thảo này trước lão giả hít một hơi thật sâu mở hộp ngọc ra sắc mặt hơi đổi lập tức buông hộp ngọc xuống sau đó lại cầm lấy một cái hộp ngọc nhìn thoáng qua lại lần nữa buông xuống cầm lấy hộp ngọc thứ ba, chỉ liếc mắt một cái, nặng nề ngã ở trên mặt bàn, sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói. Đạo hữu hôm nay chính là bán ra những linh thảo này. Thạch Xuyên cũng khẽ giật mình, cũng không biết vì sao người này lại tức giận như thế, cho dù phẩm chất linh thảo thấp một chút, cũng không đến mức như thế a. À. Huống chi, một gốc linh thảo trong đó Thạch Xuyên cảm giác không khác điệp vũ thảo lắm, dù sao cũng là linh thảo giá trị 7-800 khối linh thạch. Ta chính là đến bán những linh thảo này. Thạch Xuyên nhàn nhạt nói. Thạch Xuyên chấn định như thế, cũng làm cho lão giả dâu đen kia có chút kinh ngạc, lạnh giọng nói ra. Đạo hữu chẳng lẽ không biết, phàm là vật phẩm đến tầng thứ 5 thiên cơ các bán ra không vượt qua một ngàn khối linh thạch, liền toàn bộ thuộc về thiên cơ các sao. Ồ, Thạch Xuyên chưa từng nghe nói qua loại quy tắc này, hơn nữa hôm nay hắn cũng không muốn mang theo một ngàn khối linh thạch đi. Thạch Xuyên nhàn nhạt nói, đạo hữu báo giá cho ta ba gốc linh thảo này đi. Mê Vụ Đài 10 khối linh thạch một gốc, một gốc có tâm 18 linh thạch, còn Thiết Tuyến Quyết, tuy cực kỳ hiếm thấy nhưng tác dụng duy nhất của linh thảo là kết kim đơn, đạo hữu cứ giữ lại để sau này lấy." Hắc Tu lão giả tức giận nói. Giá cả của hai loại linh thảo trước cũng không vượt quá dự kiến của Thạch Xuyên. Thạch Xuyên có thể chấp nhận giá tiền này, nếu Thạch Xuyên lấy hết Mê Vụ Đài và Tán Lạc Tâm ra, e rằng có thể đổi lấy mấy chục vạn khối linh thạch. Điều khiến Thạch Xuyên nghi ngờ nhất là nếu thiết tuyến quyết này là vật cần thiết để luyện chế kim đan, giá cả hẳn là vô cùng đắt đỏ mới đúng, tại sao lão giả này lại không có ý muốn thu mua. Nhưng bây giờ Thạch Xuyên cũng không quản được nhiều như vậy, đối phương muốn cái gì thì bán cái đó. Sơ dày mê và tán lạc tâm hai loại này, không biết quý các cần bao nhiêu. Thạch Xuyên nói, người có rất nhiều, có bao nhiêu, lão giả thu hồi tức giận vừa rồi, hắn thu mua linh thảo nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người bán ra những linh thảo cấp thấp này những linh thảo này chỉ có thể luyện chế một ít đan dược cấp thấp đối với tu sĩ vừa mới trúc cơ kỳ có thể có chút tác dụng trúc cơ trung kỳ trở xuống cũng miễn cưỡng có chút tác dụng nhưng bởi vì giá cả rẻ tiền được một ít tán tu và tu sĩ trúc cơ sơ kỳ rất hoan nghênh lượng tiêu thụ cũng không ít cũng không phải rất nhiều cũng chỉ mấy ngàn gốc thôi thạch xuyên cũng muốn bán đi toàn bộ đổi lấy đại lượng linh thạch nhưng mà việc này tuyệt đối không thể bằng vào lời lão giả vừa rồi nói vật phẩm bán ra ở tầng 5 thiên cơ các không thể một ngàn khối linh thạch, trong lòng thạch xuyên đã có nắm chắc, mấy vạn khối linh thạch, hẳn là không tính quá nhiều, cũng sẽ không khiến thiên cơ các chú ý. Mấy ngàn gốc, thật sao? Lão giả mặt lộ vẻ vui mừng, mấy nghìn gốc linh thảo, linh thạch cần mặc dù không nhiều, nhưng luyện chế thành đan dược, giá cả tăng vài lần, linh thạch kiếm được, so với thu mua linh thảo cao cấp cũng không ít hơn. Thạch xuyên vung tay lên, trực tiếp lấy ra 3.000 gốc mê vụ đài đài và tán lạc tâm từ trong túi chữ vật, bởi vì những linh thảo này vẫn luôn ở trong tiên phủ, không cần suy xét đến vấn đề bảo tồn, cho nên Thạch Xuyên cũng không có để ở trong hộp ngọc. 6.000 gốc linh thảo, chỉnh chỉnh đề tề bày ở chính giữa gian phòng. Lão giả dâu đen ngẩn ra, lão không ngờ Thạch Xuyên lại lấy ra 6.000 gốc linh thảo như vậy. Những linh thảo này, mặc dù không có chứa trong hộp ngọc, nhưng mà phía trên linh tính 10 phần, tựa hồ vừa mới bị ngắt lấy không bao lâu. Hắc tu lão giả vội vàng lấy từ trong túi chữ vật ra mấy trăm cái hộp ngọc, vội vàng cất vào. Rất nhanh, hộp ngọc trong túi chữ vật của hắn quét sạch sành xanh, vội vàng chạy ra ngoài, sau một lát, mang theo rất nhiều hộp ngọc trở về, cất sáu ngàn gốc linh thảo vào. Mới theo bản năng lau lau cái chán, nói, đạo hữu thật bạo tay, vừa rồi lão phu đắc tội nhiều rồi. Mười khối linh thạch một mê vụ đài, tổng cộng ba vạn linh thạch, một gốc có mười tám khối linh thạch, tổng cộng năm vạn bốn ngàn linh thạch. Tổng cộng là 8 vạn 4 ngàn linh thạch, đạo hữu xin kiểm tra cất kỹ. Thạch xuyên nhận lấy túi chữ vật của lão giả dâu đen, thần thức hơi kém, linh thạch một khối không nhiều lắm, một khối không ít, vừa vặn 8 vạn 4 ngàn khối. Thạch xuyên hài lòng gật đầu, chỗ tốt của cửa hàng lớn này là ở chỗ này, giá cả đưa ra tương đối hợp lý, hơn nữa còn không chút dây dưa dài dòng cho linh thạch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thành lập cơ sở hắn có thể thừa nhận. Nếu Thạch Xuyên một lần lấy ra mấy vạn gốc linh thảo, chỉ sợ không dễ dàng lấy được linh thạch như vậy nếu như thế ta xin cáo từ trước thạch xuyên đứng dậy muốn đi lão giả kia vội vàng nói đạo hữu không cần sốt ruột nếu không có chuyện gì thưởng thức linh tử ta chân quý như thế nào không nói lời gì hắn lấy từ trong túi chữ vật ra một bầu rượu tinh xảo rót hai chén rượu đi ra hỏa liệt quốc địa hỏa tràn đầy cho nên từ tu sĩ kim đan cho tới phàm phu tục tử đều thích uống rượu lão giả vừa nói vừa bưng rượu lên Thịnh Tình không thể chối từ, Thạch Xuyên cũng nâng chén rượu lên. Coi trọng một chút, phẩm chất của linh tử này ngược lại là bình thường. Khiến Thạch Xuyên kinh ngạc chính là, bầu rượu và rượu này đều được luyện từ hàn thiết, e rằng bộ dụng cụ uống rượu này có giá trị không nhỏ. Chương 240. Lấy lòng, Thạch Xuyên bưng rượu lên, kiểm tra sơ qua, không có bất cứ vấn đề gì, uống một hơi. Kỳ thật có thể có độc với tu sĩ trúc cơ kỳ giá trị còn quý trọng hơn nhiều so với linh thảo thạch xuyên vừa lấy ra. Linh tử này hẳn là lấy linh quả thuộc tính hỏa ủ chế mà thành, lại chứa vào trong bầu rượu hàn thiết cực hàn, sau khi vào miệng, có một loại nóng cháy cùng băng hàn đan vào, hỏa linh lực ở ngực lan tràn, trong miệng lại là ý lạnh lẽo. Rượu ngon, hồ tốt, thạch xuyên không khỏi mở miệng khen. Rượu này chính là hỏa diễm quả nổi danh nhất hỏa liệt quốc ta dùng phối phương bí chế độc nhất của ta ủ chế thành, lại dùng rượu hàn thiết, thật sự là một loại rượu ngon khó có được, người ở trong hỏa liệt quốc có thể nhấm nháp được loại linh tử này, cũng sẽ không vượt qua ba chữ số. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ tự đắc, vậy hôm nay ta xem như có phúc khí, Thạch Xuyên vừa cười vừa nói. Sau khi uống xong một ly, quan hệ của hai người cũng không cứng nhắc như vừa rồi. Thạch Xuyên mở miệng hỏi, thiết tuyến quyết mà đạo hữu vừa nói là linh thảo cần để luyện chế kết kim đan, vì sao không thu mua? Lão giả dâu đen nghe vẩy cười ha ha ha, nói. Đạo hiểu, người cũng không biết. Mong đạo Hữu chỉ giáo. Thạch xuyên chắp tay nói. Kết kim đan, là đan dược mà trúc cơ kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ, luyện chế đan này hết sức phức tạp. Cho nên đan phương này, cũng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là chủ dược, một bộ phận khác là dẫn dược. Bộ phận chủ dược, cơ hồ mọi người đều biết, thiết tuyến quyết chính là một loại chủ dược. Nhưng theo tôi được biết, thiết tuyến quyết chỉ có một loại công dụng như vậy, cũng không thể luyện chế ra những loại đan dược khác, hơn nữa thiết tuyến quyết cũng không phải đặc biệt hiếm thấy, cho nên linh thảo này là có tiền cũng không mua được. Thì ra là thế, Thạch Xuyên gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cách điều chế nửa tấm kết kim đan này cũng không phải đặc biệt khó được. Nhìn xem có thể từ trong miệng người này đạt được một ít tin tức hay không, về phần một nửa khác, về sau lại cân nhắc. Thạch Xuyên mặc dù bây giờ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn cũng không muốn dừng lại ở trúc cơ kỳ với tư chất của thạch xuyên chỉ cần có đủ đan dược tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ chắc sẽ không cần quá nhiều thời gian cho nên thạch xuyên đương nhiên phải chú ý hết thảy vật phẩm cần thiết và vật phẩm cần chuẩn bị để kết đan đạo hữu hẳn không phải là tu sĩ hỏa liệt quốc chứ không biết đạo hữu xưng hô như thế nào lão giả kia hung hăng rót cho thạch xuyên một chén rượu mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng hỏa diếm quả này sinh trưởng ở nơi nóng bỏng hơn nữa chu kỳ sinh trưởng rất dài, số lượng vô cùng thưa thớt. Đại bộ phận tu sĩ đạt được trái cây chân quý như thế, đều sẽ dùng để luyện chế đan dược, có rất ít người xa xỉ luyện chế linh tử như thế. Nhưng linh tử là một truyền thống của hỏa liệt quốc, lão giả dâu đen lại am hiểu sâu về đạo này, cho nên mới nhịn đau bỏ ra số tiền lớn mua sắm hỏa diễm quả luyện chế linh tử. Một bình linh tử này cũng chỉ 4 năm chén mà thôi. Bình thường hắn cũng không nỡ lấy ra uống, nhưng ở trước mặt khách quý hắn lại sẽ không tiếc rẻ. Lệnh bài trên ngực Thạch Xuyên hắn có thể thấy được, Thạch Xuyên là khách khanh của Cùng Gia. Cùng Gia, mặc dù chỉ là một gia tộc phàm nhân bình thường, nhưng có thể ở trong hỏa liệt thành, an ủi sinh hoạt, tự nhiên có đạo lý Cùng Gia. Nhớ năm đó Cùng Gia từng xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tuy rằng tu sĩ này đã sớm đi cảnh thiên quốc, nhưng lực ảnh hưởng cũng cực lớn. Uy danh của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này, bảo vệ Cùng Gia mấy trăm năm hưng thịnh sau đó cùng gia dần dần xuống dốc nhưng ba lệnh bài khách khanh trong tay mọi người đều biết mấy năm trước cùng gia tìm một tu sĩ luyện khí kỳ làm khách khanh ở trong chúng tu sĩ hỏa liệt quốc truyền thành trò cười nhao nhao châm chọc cùng gia xuống dốc nhưng cùng gia hiện tại vẫn là một gia tộc phàm nhân duy nhất có thể xuyên qua thương vân quốc hỏa liệt quốc lưu xa tích tiến vào thương đội nam lương quốc khoảng cách dài như vậy thậm chí rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ cũng không dám mạo hiểm thật ra cũng không đáng mạo hiểm bởi vì đối với tu sĩ mà nói lãng phí nhiều thời gian như vậy còn không bằng đi đào khoáng thạch thu thập thảo dược nguy hiểm cũng nhỏ mà hiện tại thạch xuyên trở thành khách khanh thứ hai của cùng gia quả thực rất có ý vị sâu xa nói không chừng cùng gia còn có chỗ hấp dẫn người này bỏ qua những thứ này không nói thạch xuyên có thể xuất ra nhiều linh thảo như vậy đủ để chứng minh lai lịch của thạch xuyên không tầm thường rất có thể đến từ rất nhiều gia tộc khống chế linh thảo của một quốc gia khác mà ở hỏa liệt quốc sản lượng linh thảo cực ít có thể thu được đại lượng linh thảo tự nhiên là một chuyện có lợi nhuận cực lớn cho nên lão giả dâu đen không thể không đối đãi với thạch xuyên với con mắt khác nếu như có thể thăm dò được chi tiết của thạch xuyên có lẽ có thể thu được càng nhiều linh thảo hơn nữa đạo hiếu thêm một ly nữa nói chuyện lâu như vậy thì cũng không biết tới tục danh của đạo hiếu thạch xuyên thạch xuyên khẽ nói hai chữ chắp tay nói xin hỏi đạo hiếu xưng hô như thế nào mông phi hổ đây là thẻ bài của ta sau này đạo hữu đến thiên cơ các trực tiếp lấy ra thẻ bài này ta liền đi xuống nghênh đón đạo hữu thạch xuyên tiếp nhận lệnh bài có khắc chữ mông này thu vào trong túi chữ phật mãnh phi hổ đã giao hảo thạch xuyên cũng sẽ không từ chối đạo hữu hẳn không phải là tu sĩ hỏa liệt quốc mãnh phi hổ nâng ly rượu lên ra hiệu tại hạ đích xác không phải tu sĩ hỏa liệt quốc thạch xuyên mỉm cười uống cạn chén linh tử này uống xong lần thứ hai Cảm giác huyền diệu của băng hỏa vừa rồi liền giảm bớt rất nhiều. Xem ra loại rượu này không được ủ cùng loại với băng hàn, một phần rất lớn là vì công hiệu của hàn thiết. Lão giả kia nhìn Thạch Xuyên uống một ngụm, lông mày cũng hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm thở dài lãng phí linh tử chân quý như thế. Bất quá vẫn cười nói, vừa rồi có nhiều đắc tội, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Theo ta suy đoán, trên người đạo hữu chắc cũng có không ít linh thảo. Thạch Xuyên gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Lão giả lộ vẻ vui mừng, nói, tất cả linh thảo trên người đạo hiếu, thiên cơ các ta lúc này lấy giá cao nhất thu mua. Thạch Xuyên đương nhiên cũng muốn bán đi càng nhiều linh thảo, nhưng Thạch Xuyên lại biết đạo lý mang ngọc có tội. Nếu như số lượng linh thảo xuất ra quá nhiều, khiến cho người này kinh ngạc, mông phi hổ nhất định sẽ có chút ý đổ xấu. Thạch Xuyên vừa cười vừa nói, trên người tại hạ còn có một chút linh thảo, nhưng đều là dùng để luyện chế đan dược. Trên thực tế, ta còn thiếu vài loại thảo dược cần mua, cho nên không thể bán ra. Như vậy, trên mặt mông phi hổ lập tức lộ vẻ thất vọng, lại liên tưởng vừa rồi Thạch Xuyên cũng không rõ lắm về những linh thảo này, đoán Thạch Xuyên hẳn là mời người luyện chế đan dược, vội vàng nói. Thiên cơ các chúng ta cũng có thể giúp tu sĩ luyện chế đan dược, thu phí cực kỳ rẻ tiền. Hơn nữa tỷ lệ suất đan cực cao, trúc cơ đan hạ phẩm hơn 5 thành, trúc cơ đan trung phẩm hơn 3 thành. Trong lòng mông phi hổ cũng tính toán như vậy, nếu để cho thạch xuyên luyện chế đan dược ở đây hắn có thể hiểu rõ số lượng linh thảo trên người thạch xuyên đến lúc đó lai lịch thạch xuyên sẽ dễ dàng hơn cái này thì không cần thạch xuyên cười nói ta đã tìm xong nhân tuyển đại bộ phận linh thảo đã chuẩn bị đầy đủ hiện tại chỉ còn thiếu vài loại thảo dược mà thôi việc này cũng không làm phiền mông đạo hiếu thạch đạo hiếu cứ chọn một người là được mông phi hổ ngượng ngùng cười nói cũng không nói thêm gì nữa đúng rồi Ta muốn mua một ít linh khí tiện tay, cùng với công pháp luyện chế phù lục, không biết đi nơi nào." Thạch Xuyên thấy Mông Phi Hổ không có hứng thú với mình, sững sờ nhìn chén rượu trống trơn, cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. "Ở tầng thứ tư, mời đạo hữu đi theo ta." Mông Phi Hổ dẫn Thạch Xuyên tới trước một cái truyền tống trận, để vào một khối linh thạch, truyền tống trận lập tức tỏa ra vầng sáng màu trắng. Mông Phi Hổ do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một cái ấm nhỏ bằng hàn thiết, đưa cho Thạch Xuyên nói: linh tử này coi như lễ gặp mặt đưa cho đạo hữu mà thôi thạch xuyên cũng khẽ giật mình thạch xuyên cũng không thèm để ý tới loại linh tử này bởi vì dùng một loại linh tử do thủy viên ủ ra thì tốt hơn nhiều so với linh tử này nhưng cái bình nhỏ này lại dùng hàn thiết luyện chế mà thành lúc trước thạch xuyên đạt được một khối hàn thiết lớn bằng vòng tay liền coi như chân bảo một khối hàn thiết nhỏ như vậy tất nhiên giá trị xa xỉ mặc dù trong lòng thạch xuyên biết đây là hành vi lôi kéo của mông phi hổ nhưng vẫn cười cười nhận lấy thu vào trong túi chữ vật lấy hai bình thủy viên vừa mới ủ từ tiên phủ ra thạch xuyên còn cảm thấy linh tử không tệ đưa cho mông phi hổ nói hai bình linh tử này cũng tặng cho đạo hiếu mông phi hổ nhận vào tay mỉm cười thạch xuyên lại hành lễ bước vào trong truyền tống trận sau khi thân ảnh thạch xuyên biến mất nụ cười trên mặt mông phi hổ lập tức biến mất vô ảnh vô tung tiện tay thu hai bình linh tử vào túi chữ vật nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ không vui hai bình linh tử này đều là lấy huyền thiết làm bầu rượu tuy rằng huyền thiết này đều được tính là cực thuần không có cực phẩm huyền thiết tạp chất nhưng mà huyền thiết dù sao cũng là tài liệu tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp dùng mông phi hổ nhìn bình rượu huyền thiết này cũng không mở ra phong ấn linh tử coi hai bình linh tử này là kém cỏi nhất dùng một bình hỏa diếm quả để trưng cất linh tử đổi lấy hai bình linh tử thấp kém mông phi hổ tự nhiên không vui tuy nhiên trong lòng hắn cũng âm thầm tự an ủi mình Hy vọng lần sau Thạch Xuyên đến có thể mang theo một ít linh thảo cao dai. Mông đại sư, có khách nhân muốn bán linh thảo, một gã sai vật luyện khí kỳ tầng 10 chạy tới, cung kính nói. Lại có bán ra linh thảo? Mông Phi Hổ hơi nhếch mép, trong lòng lại vui vẻ, xem ra hôm nay vận khí không tệ, một hồi lại có hai người bán ra linh thảo. Mông Phi Hổ tiện tay lấy ra một bình linh tử thạch xuyên tặc, ném cho gã sai vật kia nói: "Bình linh tử này thưởng cho ngươi. Đa tạ Mông đại sư." gã sai vật kia tiếp nhận linh tử, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Linh tử trong túi chữ vật của mông đại sư tuyệt đối sẽ không kém, nhưng khi hắn nhìn thấy bầu rượu dùng huyền thiết chế tạo, lông mày lại hơi nhíu một cái. Thế nào, không hài lòng sao, mông đại sư lạnh giọng nói. Vãn bối không dám, đồ vật mà mông đại sư ban cho, nhiều lần đều là tinh phẩm. Gã sai vật kia chắp tay thi lễ, sau đó nhanh chóng rời đi, trong lòng âm thầm có chút tức giận đại sư dám định thảo dược của thiên cơ các, cũng không phải chỉ có một mình ngươi, mỗi lần đều là cho chút mặt hàng thấp kém, xem ta về sau giới thiệu khách tới cho Mao Đại Sư. Hết tập 24, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.